Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2246, sớm có chuẩn bị một. Triệu Gia Tường vẻ mặt khổ sở ngồi xuống một góc tối của phòng họp, hắn thầm cầu nguyện, hy vọng vị thị trưởng mới tới này sẽ bỏ qua một con tôm như mình. Liêu Bác Sinh ngồi xuống, Trương Dương và Triệu Quốc Cường phân biệt ngồi hai bên trái phải hắn, ánh mắt Liêu Bác Sinh nhìn chung quanh hội trường. Cuối cùng dừng lại trên người Lưu Kiến Thiết, đồng chí Lưu Kiến Thiết, mọi người đến đông đủ chưa? Lưu Kiến Thiết gật đầu, thị trưởng Lưu, trừ ông chủ Triệu Hưng Nghiệp của Thiên Hoàng Thạch Nghiệp không liên hệ được, những người có trách nhiệm tương quan khác tất cả đều đến rồi. Lưu Bác Sinh nói, chỉ hòa thượng chạy được thôi chứ miếu thì không chạy được đâu, muốn chạy cũng chạy không thoát. Hắn quay sang Triệu Quốc Cường, làm trái với chính sách của thượng cấp, tự ý khai thác khoáng thạch, hoạt động vi phạm, cái này có cấu thành phạm tội trái pháp luật hay không? Triệu Quốc Cường nói, đã cấu thành phạm tội. Liêu Bác Sinh nói, Triệu Hưng Nghiệp này giao cho anh phụ trách, mau chóng bắt hắn về quy án, gánh vác trách nhiệm tương quan trước pháp luật. Triệu Quốc Cường gật đầu. Hội trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều minh bạch quan mới đốt ba bó lửa đầu tiên của Liêu Bác Sinh đã đốt lên Lâm Mông. Liêu Bác Sinh nói, đồng chí Lưu Kiến Thiết, mỏ đá Thiên Hoàng khai thác trái phép, chuyện này anh biết không? Lưu Kiến Thiết nói, thị trưởng Lưu, tôi không hề biết gì về việc này. Cho nên lúc này ở đây tôi muốn xin lỗi các vị lãnh đạo, trong chuyện lần này tôi có trách nhiệm sơ suất trong đôn đốc. Lưu Kiến Thiết rất giảo hoạt, vội vàng định tính mình, tôi sơ suất trong đôn đốc, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện khai thác phi pháp. Trương Đại Quan Nhân cười một tiếng, đồng chí Kiến Thiết, chuyện vẫn chưa được làm rõ, anh đừng vội vàng xin lỗi, cũng đừng vội vàng gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm anh không đáng phải gánh vác thì tuyệt đối sẽ không áp đặt lên người. Trách nhiệm anh phải gánh vác thì cũng sẽ không được cho qua đâu. Trương Đại Quan Nhân ít nhiều có chút hiềm bỏ đá xuống giếng, Lưu Kiến Thiết anh cũng gian lắm, nhưng tôi không cho anh được như ý đâu. Lần này Bắc Cảng thời tiết thay đổi, trước đây anh ở Tân Hải thường xuyên giở trò sau lưng tôi là không thèm tính toán với anh, hôm nay để tôi bắt được cơ hội thì sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu. Lưu Bác Sinh nói, Trương Dương nói đúng, có điều anh nói cũng đúng, chuyện lần này anh thật sự có trách nhiệm lo là, tôi hỏi lại anh một câu. Trừ những điều này ra, anh cảm thấy mình còn gánh vác trách nhiệm gì nữa? Lưu Kiến Thiết bắt đầu sợ, trán đã ứa mồ hôi. Lưu Bác Sinh nói, trên đường tôi tới mỏ đá Thiên Hoàng, nhìn thấy hai bên đường tất cả là đá được khai thác ra, tầng tầng lớp lớp, tôi phỏng chừng qua loa, ít nhất cũng mất mấy trăm mẫu đất. Tất cả những đất này đều là đất ruộng, người dân vốn phải dùng đất này để trồng hoa màu, nhưng hiện tại tất cả đều là đá, ai chủ quản nông nghiệp? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phó huyện trưởng chủ quản nông nghiệp Dương Tông Cường nói khẽ tôi. Hắn vừa lên tiếng vừa có chút bất an nhìn Lưu Kiến Thiết. Lưu Bác Sinh nói, anh chủ quản nông nghiệp, như vậy tôi hỏi anh, nông dân lấy trồng trọt mà sống, hiện tại đất ruộng đều bị đá chiếm hết, bọn họ sống thế nào? Dương Tông Cường nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Lưu Bác Sinh cười lạnh một tiếng, không rõ lắm ư, cán bộ huyện các anh cũng hay thật. Hoặc là không bia, hoặc là không rõ lắm, các anh là thật sự không biết hay là cảm thấy tôi mới đến nên dễ lừa. Dương Tông Cường sợ đến nỗi không dám thở mạnh, vụng trộm liếc Lưu Kiến Thiết. Lưu Kiến Thiết căn bản không dám nhìn hắn hiện tại là Bồ Tát bùn qua sông, bản thân còn khó giữ thì nói gì tới lo cho người khác, Lưu Bác Sinh không gọi hắn thì hắn cũng sẽ không ngu tới mức chủ động đâm vào họng súng. Trương Dương vươn tay chỉ vào bí thư chi bộ thôn Hổ Sơn. Anh là bí thư chi bộ thôn Hổ Sơn, anh chắc biết chứ hả? Triệu Gia Tường mặt mũi trắng bệch, hắn vừa mới nhìn thấy Lưu Bác Sinh ở trước mặt mọi người mắng té tát bí thư huyện ủy và huyện trưởng mà mình vốn coi như thiên thần, tên quan nhỏ bằng cái rắm như hắn ở trong lòng người ta căn bản là không đáng nhắc tới. Trương Đại Quan Nhân cũng không tìm nhầm người, Triệu Gia Tường là cán bộ địa phương, hắn đương nhiên biết. Qua lời nhắc nhở của Trương Dương, Lưu Bác Sinh cũng nhìn về phía Triệu Gia Tường, đúng vậy. Anh chắc biết chứ hả, những đất này đều là được nhận thầu qua tay anh phải không? Giọng nói Triệu Gia Tường có chút phát run, thị trưởng Lưu. Chuyện là thế này, Triệu Hưng Nghiệp đó chạy tới chỗ chúng tôi muốn khai thác mỏ, nói thôn chúng tôi giải quyết vấn đề việc làm, còn thuê đất của chúng tôi, thường ngày mỗi một mẫu đất của chúng tôi cho bên ngoài thuê với giá 200 một năm, hắn trả 300, cũng không làm, chỉ để đặt đá, ngài chắc biết, hiện tại trồng trọt trên cơ bản không kiếm được tiền. Trung ương đảng không phải bảo chúng ta phải vực dậy kinh tế ư. Cho nên các thôn dân cũng đều đáp ứng, tôi không hề động viên ai cả, đất hiện tại đều là cá nhân nhận thầu, mỗi nhà mỗi hộ đều ký hợp đồng với hắn,
người ta một lần trả tiền cho cả 3 năm, cho nên. Liêu Bác Sinh nói, 300 đồng một mẫu, các anh liền thay đổi tính chất của đất ruộng, anh cho các anh quyền lực này. Triệu Gia Tường sợ đến nỗi lại run lên. Liêu Bác Sinh hiển nhiên có chút tức giận, quốc gia đang không ngừng phát triển. Diện tích đất ruộng đang không ngừng giảm bớt cho nên đất ruộng của chúng ta trở nên càng lúc càng quý giá, đất không phải để cho các anh cất đá, đất ruộng là để trồng hoa màu, dân dĩ thực phi thiên, đá có thể ăn ư. Cái gì gọi là miệng ăn núi lở? Các anh đây là miệng ăn núi lở. Ngọn núi này là của quốc gia, ai cho các anh quyền lực khai thác? Minh Hải 2 năm trước cũng đã ra lệnh rõ ràng, cấm mở mỏ đá trong tỉnh, những ngọn núi này, những tảng đá này đều là tài phú mà lão tổ tông để lại, là đồ gia truyền. Mặc kệ quặng này chân quý cỡ nào, chúng ta cũng phải bảo hộ, chứ không phải đi khai thác vô tội vạ, tài nguyên phong phú đến mấy cũng không chịu được khai thác ồ ạt như vậy. Chúng ta thường nói tổ quốc là mẹ. Mẹ đã cho chúng ta đất đai phì nhiêu như vậy, một mẫu đất giá trị không chỉ một năm 300 đồng thôi đâu. Nghề nghiệp của nông dân là trồng trọt, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, năm này qua năm khác, loại tài phú này là dùng mãi không hết, mà chúng ta có nhiều tài phú như vậy, vẫn còn có lòng tham đòi thêm của mẹ. Đất là máu thịt, núi là xương cốt, hiện tại cái anh chẳng ăn thịt mẹ, mà còn đào cả xương bà ta ra nữa, đây là loại lòng tham gì? Hiện trường lặng ngắt như tờ, đa số người trong lòng cũng không ủng hộ lời nói của Liêu Bác Sinh, giống như tính chất của chuyện này không hề nghiêm trọng như vậy. Chương 2247, sớm có chuẩn bị 2. Liêu Bác Sinh nói, cái quốc gia bảo hộ tất nhiên là tài nguyên khoáng sản, tiến hành khai thác và khai quật cũng phải có kế hoạch. Đây là đại sự thiên thu, phải cam đoan đời đời con cháu của chúng ta cũng có thể có được tài phú như vậy, thế hệ này của chúng ta không thể làm bại gia tử, không ai có quyền mang đồ mà tổ tông để lại đi tiêu xài. Hắn nói xong thì hai mắt nhìn thẳng vào Lưu Kiến Thiết, hiện tại nói cho tôi biết, ai cho phép mỏ đá Thiên Hoàng khai thác phi pháp ở đây. Lưu Kiến Thiết mặt tái xanh, hắn biết một cửa này không dễ qua, hắn quay sang bí thư trấn ủy trấn Hồng Thạch Tiết Vĩ Dương. Tiết Vĩ Dương mím môi. Gân xanh trên cổ lộ hết cả ra, hắn biết Lưu Kiến Thiết đang nhìn hắn, nhưng hắn chỉ coi như là không nhìn thấy. Lưu Kiến Thiết à Lưu Kiến Thiết, lúc trước không phải anh gọi điện thoại, tôi dám gật đầu chuyện này ư. Một cán bộ hương chấn như tôi nào có lá gan lớn như vậy. Lưu Kiến Thiết nhìn thấy thằng cha này không nói gì thì trong lòng bực lắm, thằng chó Tiết Vĩ Dương, chút tinh thần hy sinh này cũng không có, đã ai thấy khi chơi cờ vua cho tướng lao ra đánh bao giờ chưa, anh con mẹ nó chính là binh sĩ. Vào thời khắc mấu chốt còn không chạy ra đỡ cho tôi có. Lúc này lưng áo Lưu Kiến Thiết đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tình trạng của Tiết Vĩ Dương so với hắn cũng không tốt hơn là bao, nội tâm hắn đang giao chiến kịch liệt, hắn đương nhiên minh bạch lúc này nên có người đứng ra, mình nếu không đứng ra, thị trường mới tới Liêu Bác Sinh thế tất chịu để yên, hắn còn có thể sẽ tạo áp lực cho Lưu Kiến Thiết, nếu Lưu Kiến Thiết bởi vì chuyện này mất mũ xa, chức quan của mình cũng chưa chắc đã giữ được, mình khẳng định sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Tiết Vĩ Dương hạ quyết tâm, hắn đứng lên, cúi đầu, giọng nói khàn khàn. Về chuyện hôm nay, tôi nên gánh vác trách nhiệm chủ yếu, tôi đối với chính sách của tỉnh Lý đọc giải không đủ rõ ràng, phạm vào một sai lầm cấp thấp, trong mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hiệu quả và lợi ích kinh tế ngắn hạn, thiếu cái nhìn lâu dài, mang đến tổn thất cho người dân địa phương, còn thiếu chút nữa gây ra sự cố thương vong, xin lỗi, xin tổ chức xử phạt tôi. Lưu Kiến Thiết thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng. Tiết Vĩ Dương rốt cuộc vẫn đứng ra, nể hành động này, chỉ cần tôi qua được một cửa này, tôi nhất định sẽ trả lại anh nhân tình này, nhưng Lưu Kiến Thiết vẫn không dám khinh thường, hắn không biết Liêu Bác Sinh rốt cuộc muốn thế nào, có phải có người gánh vác trách nhiệm là hắn có thể cho qua chuyện này hay không. Liêu Bác Sinh nhìn Tiết Vĩ Dương, thật ra tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra, Tiết Vĩ Dương đứng ra cũng xuất phát từ bất đắc dĩ, cái này gọi là thí tốt giữ soái. Liêu Bác Sinh cầm chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Sau đó dùng động tác tương tự từ từ bỏ chén trà xuống, hắn nói khẽ, mỏ đá như của Thiên Hoàng Thạch Nghiệp ở trấn Hồng Thạch tổng cộng có bao nhiêu cái? Tiết Vĩ Dương rụt rè nói, không có cái nào nữa. Liêu Bác Sinh vỗ mạnh lên bàn, nói dối. Tiết Vĩ Dương hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa bị dọa cho ngã xuống ghế. Liêu Bác Sinh nói, không phải mỗi người dân ánh mắt đều thiển cận như vậy, không phải mỗi người dân đều sẽ bị 300 đồng đó đả động, tổ tiên tôi ba đời làm nông dân. Cho nên tôi rất hiểu tình cảm của nông dân đối với đất, tình yêu thương của nông dân đối với đất như ăn vào máu họ rồi. Bọn họ mất đất, sẽ giống như mất đi cột trụ tinh thần, mất đi lạc thú của cuộc sống. Tôi vừa gọi hai cú điện thoại, cú thứ nhất tôi gọi cho bộ môn giải đáp thắc mắc của người dân tại thị lý. Tôi hỏi có nông dân đi kiện cáo hay không?
Có ai phản ánh chuyện chiếm đất phi pháp của Trấn Hồng Thạch hay không? Có, hơn nữa rất nhiều, nhưng vẫn luôn không được coi trọng. Cú thứ hai tôi gọi cho bộ môn điện lực, mỏ đá là hộ lớn dùng điện. Muốn biết huyện Lâm Mông các anh có bao nhiêu mỏ đá đang vận hành sản xuất cũng không khó. Tôi cũng biết vấn đề không chỉ Trấn Hồng Thạch, mỏ đá quy mô như thế này ở Lâm Mông ít nhất còn có 20 cái. Hắn quay sang Lưu Kiến Thiết, bí thư Lưu Kiến Thiết, chuyện này anh cũng không biết ư. Lưu Kiến Thiết há miệng, hắn vốn định lên tiếng, nhưng cổ họng khô không khốc, đột nhiên không nói được gì. Lưu Bác Sinh nói, Tiết Vĩ Dương, tôi hỏi lại anh một câu, Trấn Hồng Thạch của các anh có bao nhiêu mỏ đá đang sản xuất? Tiết Vĩ Dương hai tay chống lên mặt bàn, 6, 0, 7. Lưu Bác Sinh nói, từ giờ trở đi, đình chỉ cung cấp điện cho tất cả mỏ đá trong huyện Lâm Mông, trả đất cho người dân, tất cả đá chiếm đất sẽ bị tỉnh lý thu giữ, đối với đất ruộng bị chiếm dụng thì sửa lại ngay, tôi cho các anh một tháng thời gian, một tháng sau phải triệt để quét sạch hiện tượng chiếm dụng đất ruộng phi pháp, phát hiện thì xử lý hết, còn phát sinh ở đâu thì người phụ trách ở đó không cần làm nữa. Hắn Tiết Vĩ Dương rồi nói, anh rất dũng cảm, dám chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm, đáng tiếc trách nhiệm quá lớn, anh gánh vác không được, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc tôi xử lý anh, chuyện của Thiên Hoàng đã chứng tỏ anh chấp hành bất lực đối với chính sách của tỉnh lý, từ giờ trở đi anh bị cách chức. Tiết Vĩ Dương lúc này mới ngồi lại vị trí của mình, kỳ lại là hắn giờ phút này ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, vừa rồi lo lắng một đao đang giơ lên cao của Lưu Bác Sinh lúc nào mới có thể hạ xuống. Sau khi thực sự rơi xuống rồi, nội tâm hắn ngược lại yên ổn hơn, không làm thì không làm, dù sao loại chuyện này luôn là người phía dưới gặp suối quẩy. Cảm thấy thoải mái như Tiết Vĩ Dương còn có Triệu Gia Tường, hắn ý thức được chức của mình quá nhỏ, hôm nay thị trưởng Lưu chắc sẽ không chú ý tới mình. Lưu Kiến Thiết thì không cảm thấy thoải mái chút nào, dù một đao đó của Lưu Bác Sinh đã chém vào âm Tiết Vĩ Dương, nhưng từ trong lời nói vừa rồi của Lưu Bác Sinh, hắn minh bạch đầu óc Lưu Bác Sinh vô cùng tỉnh táo. Hơn nữa hắn liếc một cái liền nhìn ra vấn đề thực chất của Lâm Mông, cho dù hắn hôm nay không ở hiện trường truy cứu trách nhiệm của mình, thì phiền toái của mình chỉ sợ cũng không thể thiếu được. Lưu Bác Sinh nói, tan họp. Tan họp cực kỳ đột nhiên, khiến những người ở đây không hề có chuẩn bị, bọn họ vốn cho rằng Lưu Bác Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, ở đương trường sẽ truy cứu trách nhiệm của người lãnh đạo huyện Lâm Mông. Lưu Bác Sinh lại không làm như vậy, tuy rằng hắn nhìn ra vấn đề thực sự không ở Tiết Vĩ Dương, mà ở ekip lãnh đạo của huyện, nhưng Lưu Bác Sinh cũng hiểu rõ, một gậy này không thể đánh quá ác được. Hắn vừa tới Bắc Cảng, rất nhiều chuyện vẫn chưa quen thuộc, tuy rằng hắn rất ghét Lưu Kiến Thiết, nhưng có động đến Lưu Kiến Thiết hay không thì còn phải về thương lượng với Thường Lăng không đã rồi tính. Chính trị chính là như vậy, tỉnh lý giao Bắc Cảng cho bọn họ, nhưng quân cờ có thể dùng lại chỉ có bấy nhiêu, biết rõ không nên dùng, nhưng lâm thời vẫn phải đẩy ra trận, chờ bọn họ tìm được nhân tuyển thích hợp thực sự đã rồi tính. Chương 2248, sớm có chuẩn bị 3. Khi tan họp thì đã là hơn 11 giờ tối, Lưu Bác Sinh trực tiếp đi ngủ. Trương Đại Quan Nhân lại gọi Triệu Quốc Cường, hai người cùng nhau đi ngâm nước nóng, thoải mái nằm trong suối nước nóng, Triệu Quốc Cường nói thị trưởng Lưu rất có cách. Trương Dương tràn đầy đồng cảm gật đầu, gừng càng già càng cay, theo như tôi thấy, tu vi quan trường và võ công không giống nhau, không ở bên trong với thời gian nhất định thì hỏa hầu sẽ không ra gì. Triệu Quốc Cường nói, Bắc Cảng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại đã thối rữa, quả thực cần hai người lãnh đạo thực tế tới dẫn Bắc Cảng đi ra khỏi khốn cảnh. Trương Dương nói, Lưu Kiến Thiết lần này có thể là giữ nhiều lành ít. Triệu Quốc Cường nói, hắn chắc không lớn như vậy lá gan lớn như vậy, sau lưng khẳng định còn có người khác, không khéo chuyện này có liên quan tới Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn. Trương Dương nói, thị trưởng Lưu bảo anh đi bắt cho Hiệu Hưng Nghiệp. Triệu Quốc Cường nói, đã bố trí rồi. Bắt Triệu Hưng Nghiệp chắc không có gì khó khăn, tìm được manh mối rồi, tôi thấy trong vòng 3 ngày có thể bắt hắn về quy án. Trương Dương nhắm mắt lại, những hành động của Thường Lăng Không và Lưu Bác Sinh khi mới tới quả thực khiến hắn dấy lên hy vọng. Triệu Quốc Cường nói, anh và Phó Bí Thư Cung năm đó có phải là đã trình diễn một hồi khổ nhục kế hay không? Hai tay Trương Dương đặt lên bờ suối, đầu ngẩng lên trên, một hồi lâu mới, buôn lậu ở Bắc Cảng rất càn rỡ. Cái này chắc là có liên quan tới lãnh đạo Bắc Cảng, trong thường ủy nhiều người như vậy gặp chuyện không may, điểm đáng ngờ của chúng tôi đặt ở trên người Hạng Thành. Triệu Quốc Cường nói, cho nên các anh chế tạo ra biểu hiện giả dối là phát sinh mâu thuẫn, dùng để mê hoặc một số người. Trương Dương thở dài nói, đó là một nước cờ sai lầm nhất, sớm bị người ta nhìn thấu, làm hại Phó Bí Thư Cung phải hy sinh vô ích.
trận này chúng tôi bại thật thê thảm. Triệu Quốc Cường nói, tôi lại không thấy vậy, nếu không có sự cố gắng trước đó của các anh, Hạng Thành cũng sẽ không đi vào đường cùng nhanh như vậy, cũng sẽ không tự tìm đường chết, các anh liên tục ép cho họ không có đường lui, cho nên tên độc thủ phía sau màn chân chính mới bất đắc dĩ phải hy sinh Hạng Thành. Trương Dương nói, tôi thủy chung không rõ, vì sao Hạng Thành muốn dụ phó bí thư cung ra đó rồi hại chết, phó bí thư cung chưa hề điều tra ra được tên đứng sau tấm màn đen, Hạng Thành vì sao động sát niệm sớm vậy? Triệu Quốc Cường nói, không phải Hạng Thành động sát niệm, mà là người sau lưng hắn động sát niệm, trừ bỏ phó bí thư cung không phải để diệt khẩu, mà là muốn cảnh cáo chúng ta, Viên Hiếu Công thì rất có thể đã chết vì diệt khẩu, Hạng Thành sau khi dụ phó bí thư cung vào bẫy, hắn minh bạch mình sẽ phải gánh vác tất cả tội ác, cho nên hắn mới có thể lựa chọn sợ tội tự sát. Trương Dương nói, manh mối đến trên người Hạng Thành thì gián đoạn tất cả. Triệu Quốc Cường nói, tôi nhớ rõ trước đây từng xem qua một quyển tiểu thuyết trinh thám, trong đó có một có khiến tôi nhớ mãi không quên, mưu sát hoàn mỹ đến mấy cũng sẽ để lại manh mối, chỉ cần anh điều tra cẩn thận thì nhất định sẽ tìm được dấu vết. Trương Dương nói, tôi không phải thám tử. Triệu Quốc Cường nói, anh sẽ không để phó bí thư cung chết vô ích, tổ chức cũng sẽ không để chuyện này bị phủ đầy bụi đâu. Trương Dương nói, thái độ của bí thư Thường và thị trưởng Lưu rất rõ ràng, bọn họ tới Bắc Cảng là chủ chảo kinh tế, phóng mắt nhìn tương lai, nếu tên độc thủ phía sau màn dừng tay, như vậy chúng ta rất khó tóm được thóp hắn. Triệu Quốc Cường nói, anh hoài nghi ai? Trương Dương nói, chuyện không có chứng cứ không thể nói lung tung. Triệu Quốc Cường nói, tôi là cảnh sát, tôi không thể nói lung tung, nhưng anh thì có thể nói ra đi, giúp tôi khai thác một chút tư. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nói, anh nếu biết tôi không phải hung thủ anh em trai anh, vì sao anh không thể thuyết phục người nhà anh, vì sao người nhà anh vẫn thù địch tôi như vậy? Triệu Quốc Cường không ngờ thằng cha này đột nhiên chuyển đề tài, không khỏi thở dài, cha tôi thủy chung cho rằng, cho dù anh không phải là hung phạm trực tiếp giết chết em trai tôi, nhưng chuyện này vẫn có chút quan hệ tới anh, nếu em trai tôi lúc trước không phải tranh hơn thua với anh, người khác cũng sẽ không nhắm vào hắn, ông ta cho rằng là anh đã liên lụy tới Quốc Lương. Trương Dương nói, anh có hận tôi không? Triệu Quốc Cường nói, từng hận, nhưng về sau điều tra rõ chuyện này không liên can tới anh thì cũng nghĩ thông. Trương Dương nói, tôi cũng muốn điều tra rõ chuyện này, nếu cái chết của em trai anh thực sự có liên quan tới tôi thì tôi sẽ trực tiếp xin lỗi cha anh. Triệu Quốc Cường nói, lúc ấy người đó dùng xe của anh đâm chết Quốc Lương, có hai loại khả năng, một là hắn hận em trai tôi, muốn giá họa cho anh, bắt anh phải gánh tội thay. Muốn lợi dụng phương thức này để chế tạo mâu thuẫn giữa anh và nhà tôi. Trương Dương nói, nếu là cái trường thì trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn. Triệu Quốc Cường nói, tôi vẫn luôn điều tra chuyện này, tra xem Quốc Lương năm đó từng chọc vào ai, nhưng tôi tra đi tra lại, vẫn không điều tra ra ai có lý do để giết nó. Về sau tôi lại tập trung mục tiêu trên người cha tôi bắt đầu tra quá khứ của ông ta, tra bằng hữu và kẻ địch của ông ta. Trương Dương mở to mắt. Triệu Quốc Cường nói, cha tôi làm xí nghiệp nhiều năm như vậy, vẫn luôn giữ nguyên tắc dĩ hòa vi quý, tôi đã tra xét rất nhiều chuyện quá khứ của ông ta, không phát hiện ông ta có kẻ địch, thậm chí đối thủ trên thương trường cũng là bằng hữu rất tốt của ông ta, nhưng tôi vừa mới phát hiện một bí mật, ông ta trước đây từng có một bằng hữu khác, về sau bọn họ lại không liên lạc với nhau nữa, cho dù là ở bất kỳ đâu, cha tôi cũng rất ít nhắc tới bằng hữu này của ông ta, trong một trường hợp ngẫu nhiên, bọn họ đồng thời xuất hiện. Nhưng lại coi nhau như hai người xa lạ. Trương Dương nói, ai? Triệu Quốc Cường bỗng nhiên chìm xuống nước, một hồi lâu mới một lần nữa trồi lên mặt nước, nói khẽ Tiết Thế Luân. Nội tâm Trương Dương chấn động, hắn không ngờ còn có tầng quan hệ này. Triệu Quốc Cường nói, không ai trời sinh ra đã là cửu nhân, thù giết cha, hận đoạt vợ, còn có một loại chính là giữa bằng hữu trở mặt thành thù. Tôi biết cha tôi và Tiết Thế Luân ít nhất đã quen nhau 30 năm. Nhưng ông ta lại chưa bao giờ ở trước mặt tôi đề cập tới đoạn kinh lịch này, tôi hoài nghi giữa bọn họ nhất định đã xảy ra vấn đề. Trương Dương nói, Tiết Thế Luân trong chuyện của Bắc Cảng có rất nhiều điểm đáng ngờ, quan hệ của hắn và Hạng Thành rất tốt, tình như thủ túc. Triệu Quốc Cường nói, tôi biết anh sẽ hoài nghi hắn, Tiết Thế Luân này rất có sắc thái truyền kỳ, tôi nghe nói năm đó hắn đầu tiên là tổng chính, về sau bởi vì mắc sai lầm mà bị ép rời khỏi chính đàn, sau khi xuất ngoại không bao lâu thì lăn lộn rất thuận lợi. Biến hóa nhanh chóng trở thành thương nhân thành công, về phần hắn phát tỉa như thế nào, phiên bản thì rất nhiều, tóm lại rất truyền kỳ, rất thần bí. Trương Dương nhớ tới Tiết Thế Luân vẫn luôn đổ lỗi chuyện năm đó bị buộc rời khỏi chính đàn lên người Cố Doãn Chi,
từ chuyện hắn trên thọ yến của Tiết lão cố ý nhắc tới Cố Giai Đồng để kích thích Cố Doãn Chi có thể biết, hắn đối với Cố Doãn Chi là tràn ngập cừu hận, một người có thể mang thù nhiều năm như vậy, chứng minh lòng trả thù của hắn rất nặng, nếu hắn cũng coi Triệu Vĩnh Phúc là cừu nhân, như vậy, Trương Đại Quan Nhân nghĩ đến đây bỗng nhiên không rét mà run, hai người Triệu Vĩnh Phúc, Cố Doãn Chi. Một người mất con trai, một người mất con gái, hai người này năm đó lại đều có liên quan tới Tiết Thế Luân, tất cả những điều này rốt cuộc là trùng hợp. Hay là xuất phát từ âm mưu trả thù? Triệu Quốc Cường nói, vì sao không nói gì? Trương Dương nói, có lẽ cần phải điều tra về Tiết Thế Luân. Triệu Quốc Cường gật đầu, tôi cũng có ý này, có điều tra hắn cũng không dễ dàng gì đâu, tôi đã điều tra một số tư liệu tương quan, lịch sử của hắn rất trong sạch, hơn nữa hắn hiện tại là quốc tịch Mỹ, quan hệ của hắn ở trong nước cũng rất rộng, hắn mánh khóe thông thiên cũng không đủ, nếu chúng ta tiến hành điều tra nhằm vào hắn. Có thể điều tra vẫn chưa triển khai thì đã bị hắn phát giác rồi. Trương Dương nói, muốn vạch trần đáp án này, có thể phải cần dùng lực lượng ngoại bộ. Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương, ý anh là... Trương Dương nói, tôi biết có mấy người rất hiểu Tiết Thế Luân, một là huynh đệ hợp tác hòa hảo với Hảo Tiêu Quốc Thành, Tiết Thế Luân phát tài cũng liên quan chặt chẽ tới hắn, người còn lại là bí thư Cố Doãn Chi, ông ta năm đó từng là cộng sự của Tiết Thế Luân, Tiết Thế Luân rời khỏi chính đàn có chút liên quan tới ông ta. Một người là cha anh, ba người này tôi phụ trách hai người trước, chỗ cha anh thì giao cho anh phải tra ra giữa cha anh và Tiết Thế Luân rốt cuộc đã xảy ra những gì. Triệu Quốc Cường nhíu mày, chuyện này chỉ sợ cha tôi chưa chắc đã chịu nói. Chương 2249, sớm có chuẩn bị 4. Trương Dương nói, tôi nhớ rõ từng đọc một quyển sách, tên sách là Bá Tước Monte Cristo, anh nói Tiết Thế Luân liệu có phải giống như trong sách? Mang lòng báo thù mà về. Muốn diệt sạch những người năm đó từng đắc tội và phát sinh mâu thuẫn với hắn. Triệu Quốc Cường nghe Trương Dương nói như vậy thì trong lòng không khỏi run lên, nếu thực sự là vậy, Tiết Thế Luân không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ đáng sợ. Trương Dương nói, vì Bắc Cảng cũng được, vì người khác cũng được, nói tóm lại phải điều tra rõ việc này. Triệu Quốc Cường chậm rãi gật đầu. Sau khi biết giữa Triệu Vĩnh Phúc và Tiết Thế Luân cũng có thể tồn tại cái vấn đề, hoài nghi của Trương Đại Quan Nhân đối với Tiết Thế Luân càng ngày càng nặng, có điều trong đây cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, những vấn đề không giải thích được, giả thiết Tiết Thế Luân chính là độc thủ phía sau màn, vì sao hắn muốn đối phó Trình Diễm Đông? Thật ra chỉ cần hy sinh Hạng Thành là có thể cắt đứt tất cả manh mối rồi, vì sao hắn muốn đồng thời ra tay đối phó nhiều người như vậy? Cái này trên đạo lý rất khó giải thích. Thường Lăng Không và Liêu Bác Sinh đến không nghi ngờ gì nữa đã mang tới một làn gió mới cho chính đàn Bắc Cảng. Nhưng bất kể Thường Lăng Không hay là Liêu Bác Sinh đều rõ ràng nghiêng về xây dựng kinh tế và cải cách nội bộ thể chế hơn, bọn họ không hề có bất kỳ hành động dứt khoát hẳn hoi nào. Điều này cũng thể hiện ra sự cẩn thận của bọn họ, đồng thời cũng là bởi vì thượng tầng bày mưu đặt kế, chính đàn Bắc Cảng thực sự đã không chịu nổi gió thổi cỏ lay, trước tiên phải củng cố một chút đã rồi mới có thể động can qua. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên và Lão Thái Thái ở Bắc Cảng chơi 2 ngày, Sở Yên Nhiên cũng không thích tòa thành thị Bắc Cảng này lắm. Cô ta và Trương Dương hẹn định cuối năm tới đảo Thần Miếu du lịch, thuận tiện khảo sát một chút địa điểm và ngày giờ tổ chức hôn lễ. Lão Thái Thái lúc còn sống muốn trở về nước Mỹ, xem ra vẫn có một số tâm nguyện chưa xong. Sau khi lưu lại 5 ngày ở Tân Hải, Sở Yên Nhiên cùng bà ngoại trực tiếp tới Hỗ Hải, từ đó bay về nước Mỹ. Trương Đại Quan Nhân không hề tiễn xa, công tác ở Tân Hải cũng thật sự rất bận, Sở Yên Nhiên vừa ly khai thì Kiều Mộng Viện tới Singapore khảo sát chiêu thương đã trở lại. Kiều Mộng Viện lần này tới Singapore chủ yếu là vì chuyện xây dựng thêm và cải tạo cảng Phước Long, phóng mắt khắp toàn bộ châu Á, tập đoàn có thực lực ngang ngửa với Nguyên Hòa cũng chỉ có tập đoàn Tinh Nguyệt. Hơn nữa lúc trước khi tranh thầu, trong lòng Trương Dương cũng nghiêng về phía tập đoàn Tinh Nguyệt hơn, hắn và Phạm Tư Kỳ và Aisuria đều là bằng hữu tốt, lại cùng là ân nhân cứu mạng của hai người bọn họ, trên hợp tác cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc ấy nếu không phải Aisuria bởi vì tới muộn, cuối cùng hưu về tay ai cũng khó nói, hiện tại tập đoàn Nguyên Hòa muốn rút lui, người Trương Dương nghĩ đến đầu tiên tự nhiên là tập đoàn Tinh Nguyệt. Kiều Mộng Viện sau khi trở về Tân Hải thì không hề lập tức tới chỗ Trương Dương báo cáo công tác, cho tới ngày hôm sau, Trương Đại Quan Nhân gọi điện thoại tới văn phòng cô ta, Kiều Mộng Viện lúc này mới tới chỗ Trương Dương. Nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Trương Dương, Kiều Mộng Viện nói, Bí Thư Trương, xem ra tâm tình của anh không tồi. Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc, nghe nói em ngày hôm qua đã trở lại rồi, sao không liên hệ với anh? Kiều Mộng Viện nói, mệt, cho nên em ở nhà nghỉ,
dù sao nhìn thấy anh thì cũng chỉ báo cáo chuyện công tác. Trương đại quan nhân nhận thấy được một tia vị đạo bất thường, Kiều Mộng Viện tựa hồ có chút tâm tình không tốt, nghĩ lại chuyện này cũng không khó lý giải, chuyện mình và Sở Yên Nhiên đăng ký kết hôn cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Kiều Mộng Viện đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô ta và mình có quan hệ thân xác, nghe thấy tin tức này thì đương nhiên tâm tình sẽ bị ảnh hưởng. Trương đại quan nhân nói, à, anh và Yên Nhiên đã đăng ký kết hôn rồi. Trương đại quan nhân ý thức được mình nên chủ động nói chuyện này, không cần thiết phải che giấu. Kiều Mộng Viện nói, em biết, chúc mừng anh. Trương đại quan nhân nói, thật ư. Kiều Mộng Viện nói, tóm lại không phải là giả, hai người hạnh phúc là tốt rồi. Trương đại quan nhân cười, chua quá. Kiều Mộng Viện nói, cũng có chút, có điều nghĩ cũng bình thường trở lại thôi, hai người chính là một đôi mà. Nói tới đây, trên mặt lộ ra nụ cười cô đơn, không nói những chuyện này nữa, đây là văn phòng, chúng ta phải bàn công tác chứ. Trương Dương gật đầu, em thích nói chuyện gì thì chúng ta sẽ nói chuyện đó, chuyến đi tới Singapore lần này thế nào? Cũng coi như là thuận lợi, em đã gặp được Phạm Tư Kỳ, cô ta vẫn có hứng thú với đầu tư vào Tân Hải, đáp ứng sắp tới sẽ phái người tới đây đánh giá khảo sát lại, cái cô ta quan tâm là tập đoàn Nguyên Hòa có phải đã triệt để rút lui rồi hay không, còn có thể quay lại hay không? Trương Dương nói, muốn cùng chúng ta lên tòa rồi, còn có thể quay lại cái gì nữa? Kiều Mộng Viện nói, tuy là nói vậy, nhưng hợp đồng giữa chúng ta và tập đoàn Nguyên Hòa vẫn còn, bọn họ nếu đột nhiên thay đổi chủ ý, quay lại một lần nữa thực hiện hợp đồng thì chúng ta cũng không tiện đơn phương xé bỏ hợp đồng. Trương Dương nói, thiếu chút nữa thì lừa chết chúng ta, trên đời này thay đổi thất thường nhất chính là người Nhật Bản, có điều nói lại, anh vẫn phải cảm tạ họ. Kiều Mộng Viện đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, nếu không phải người Nhật Bản mưu hại bọn họ, lần trước hai người bọn họ cũng sẽ không bị nhốt ở Hải Đăng. Đột phá chướng ngại cuối cùng, nhớ tới chuyện này Kiều Mộng Viện không khỏi mặt đỏ tim đập. Trương đại quan nhân đứng lên, đi tới bên cạnh cô ta, Kiều Mộng Viện không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng vẫn bị hắn kéo vào lòng, Kiều Mộng Viện gắt, đây là văn phòng. Trương đại quan nhân nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thì lập tức cười cười, vươn tay ra bóp nhẹ vú Kiều Mộng Viện, buông cô ta ra rồi ngồi lại vị trí của mình. Quả nhiên, không bao lâu sau thì vang lên tiếng gõ cửa. Người tới là Phó Trường Trinh, hắn thông báo với Trương Dương, có một khách nhân Nhật Bản cầu kiến. Trương đại quan nhân nghe nói là người Nhật Bản thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ thực sự như Kiều Mộng Viện nói, tập đoàn Nguyên Hòa nhanh như vậy đã đi rồi còn quay lại ư? Trương đại quan nhân vẫn đồng ý gặp mặt khách nhân Nhật Bản này, tuy rằng đối phương không thông báo tính danh với hắn trước, nhưng vì lòng hiếu kỳ, Trương đại quan nhân rất muốn nhìn một chút xem người này là thần thánh phương nào. Phó Trường Trinh mời một người Nhật Bản thấp gầy đi vào, khoảng 5-60 tuổi, tướng mạo vô cùng hòa ái, mặc quần áo màu xám, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Trương đại quan nhân lại từ khi hắn vừa vào cửa đã nhìn ra bộ pháp của đối phương tràn ngập tiết tấu, mỗi một bước đều khống chế vô cùng tinh chuẩn. Trương Dương giỏng tai lắng nghe, nắm chắc tiết tấu hô hấp của đối phương lâu dài và nhẹ nhàng, giống như gió nhẹ trong đêm, vẻ mặt của hắn bình tĩnh lạnh lùng, giống như mặt hồ ngày mùa thu sau giờ ngọ. Đối phương còn chưa tới trước mặt Trương Dương thì Trương đại quan nhân đã biết người trước mắt tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa võ công trên cả Liễu Sinh Chính Đạo, phục bộ nhất diệp. Trương Dương đứng lên, vì Trung Hoa là lễ nghi chi bang, tuy rằng Trương đại quan nhân không thích tiểu Nhật Bản, nhưng trên cấp bậc lễ nghĩa không muốn để mất mặt mũi. Trên mặt đối phương không hề lộ ra nửa phần địch ý, Trương Dương tiên sinh, tôi là phục bộ Thương Sơn. Trương đại quan nhân nghe thấy tên của phục bộ Thương Sơn thì lập tức liền liên tưởng đến Nguyên Hòa Hạnh Tử, phục bộ Thương Sơn là người đứng đầu phục bộ gia tộc, cũng là nghĩa phụ của Nguyên Hòa Hạnh Tử, mình và phục bộ gia tộc sớm bởi vì phục bộ Nhất Diệp mà kết thù, hắn ở trên trường thành từng bẻ gãy một cánh tay của phục bộ Nhất Diệp, chuyện này đã dẫn tới cửu hận của toàn bộ phục bộ gia tộc, phục bộ Thương Sơn này đến chẳng lẽ là để đòi lại công đạo cho con hắn. Trương Dương chủ động vươn tay ra, phục bộ tiên sinh, nghe đại danh ngài đã lâu. Thương Sơn bắt tay với Trương Dương, tôi cũng nghe danh anh đã lâu. Trương Dương buông tay hắn ra, phục bộ tiên sinh, mời ngồi. Phục bộ Thương Sơn ngồi xuống sofa, Phó Trường Trinh mang trà lên. Phục bộ Thương Sơn mỉm cười nhận lấy chén trà, mở nắp ra hít hương trà, trà là trà ngon, nhưng trà cụ thì lại bình thường, để hôm nào có thời gian, tôi tặng anh một bộ trà cụ. Trương đại quan nhân nghĩ thầm vô công bất thụ lộc. Tôi phế đi cánh tay của con trai anh lại hảo tâm tặng quà cho tôi ư. Đánh chết tôi cũng không tin, Trương Dương nói, đa tạ ý tốt của phục bộ tiên sinh,
xem ra tiên sinh đối với trà đạo chắc là tinh thông lắm. Phục bộ Thương Sơn mỉm cười nói, tinh thông thì không dám nói. Có điều cũng biết chút ít, kể ra thì trà đạo của Nhật Bản là tới từ Quý Quốc. Trương Dương nói, cái này thì không sai, văn hóa Trung Quốc đối với các quốc gia xung quanh thì có ảnh hưởng rất lớn, thật ra Nhật Bản ngược dòng tìm hiểu thì cũng là một nhánh di dân của Trung Quốc trước đây. Phục bộ Thương Sơn nói, không có chứng cứ xác thực mà, chuyện xưa Tần Thủy Hoàng của Quý Quốc phái ra 500 đồng nam đồng nữ giống như là một truyền thuyết hơn. Chương 2250, không đứng dưới tường sắp sập một. Trương đại quan nhân cười nói, Quý Quốc trước giờ đều không thích nhìn thẳng vào lịch sử. Phục bộ Thương Sơn nói, nhân giả kiến nhân. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới trước đó Võ Trực Chính Giã cũng nói một câu tương tự với mình, nhưng ở trong mắt Trương đại quan nhân, đám tiểu Nhật Bản này chắc là bắt chước người ta. Trương Dương nói, Phục bộ tiên sinh lần này tới Đông Giang tìm tôi có chuyện gì? Phục bộ Thương Sơn nói, rất đơn giản, tôi đặc biệt đến tìm Trương tiên sinh để luận bàn một chút. Nói xong hắn tạm dừng một chút rồi nói, luận bàn giữa võ giả. Trương đại quan nhân không ngờ Phục bộ Thương Sơn nói trực tiếp như vậy, hắn cười bảo, Phục bộ tiên sinh, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Phục bộ Thương Sơn mỉm cười nói, 62, Trương tiên sinh cho rằng tôi già rồi. Khinh thường không muốn đánh với tôi. Trương Dương nói, đến loại cảnh giới và độ tuổi này của Phục bộ tiên sinh mà còn để ý tới thắng bại ư. Phục bộ Thương Sơn nói, tôi có thể không quan tâm tới thắng bại, nhưng tôi lại không thể không để ý tới vinh dự của gia tộc Phục bộ. Trương Dương nói, hai chữ vinh dự này cũng tùy người mà xem thôi, người Trung Quốc chúng tôi sẽ không chủ động chạy đến cửa nhà người khác mà tìm cái gọi là vinh dự. Phục bộ Thương Sơn mỉm cười nói, tôi không phải người Trung Quốc. Phó Trường Trinh đứng bên cạnh có chút khẩn trương nhìn Trương Dương, chỉ cần bí thư Trương gật đầu, hắn lập tức báo cảnh sát, để cơ quan công an giải lão già Nhật Bản tới cửa khiêu khích quan viên chính phủ này đi. Trương Dương lại lắc đầu rõ ràng là hướng về phía Phó Trường Trinh, hắn nói khẽ thời gian, địa điểm, tùy ngài chọn. Phục bộ Thương Sơn nói, vậy tôi chẳng phải là chiếm tiện nghi của anh rồi ư. Trương Dương nói, chủ tùy khác, Trung Quốc chúng tôi là lễ nghi chi bang. Phục bộ Thương Sơn nói, Trương tiên sinh nếu nguyện ý thì chúng ta hiện tại tới cảng Phước Long một chuyến đi. Trương đại quan nhân mỉm cười gật đầu, trên địa bàn của mình, hắn không tin Phục bộ Thương Sơn có thể làm giấy lên được bọt sóng. Khiến Trương Dương không ngờ, Phục bộ Thương Sơn lần này không ngờ là tới một mình, vị nhẫn thuật đại sư đăng môn khiêu chiến này không ngờ còn đi nhờ xe Trương Dương. Trương Dương trước khi rời đi nói với Phó Trường Trinh, nhất định phải giúp hắn giữ bí mật. Chuyện này không thể để bất kỳ ai biết. Tuy rằng trận sóng thần đó đã trôi qua được hơn 20 ngày, nhưng cảng Phước Long vẫn một mảng hỗn độn. Trương Dương đỗ xe ở bên cạnh một bến tàu, Phục bộ Thương Sơn chỉ về phía hành lang vẫn chưa hoàn toàn đổ sập, nơi đó chính là địa phương làm công của tập đoàn Nguyên Hòa à. Trương Dương gật đầu nói, không sai. Phục bộ Thương Sơn nói, ở đó phát hiện 3 cỗ thi thể. Trương đại quan nhân trong lòng biết rõ. Tối hôm đó bị hắn xử lý cũng không chỉ có 3 người, những thi thể khác chắc hẳn bị sóng biển cuốn đi rồi, lúc này chỉ sợ đã bị sinh vật biển ăn sạch. Trương Dương nói, ông trời sẽ không phân biệt là người Nhật Bản hay là người Trung Quốc. Phục bộ Thương Sơn nói, khi ứng đối với thiên tai như động đất hay sóng thần thì các anh yếu hơn Nhật Bản rất nhiều. Trương Dương nói, quen tay hay việc, quốc gia các anh cứ cách 5-3 ngày lại phát sinh địa chấn với sóng thần, cho nên các anh đã quen rồi. Khối đại lục này của chúng tôi bình thường đều rất an bình. Phục bộ Thương Sơn nói, Trung Quốc có câu là sống gian nan khổ cực thì chết yên vui, an bình quá cũng dễ khiến cho người ta đánh mất tính cảnh giác. Trương Dương nói, Phục bộ tiên sinh tới đây là để luận bàn với tôi ư. Phục bộ Thương Sơn nói, văn hóa Nhật Bản và văn hóa Trung Quốc có quan hệ thiên ti vạn lũ, nhẫn thuật của chúng tôi thoát thai từ Tôn Tử Binh Pháp, quyển sách Tôn Tử Binh Pháp này không chỉ nói tới binh pháp, cũng dung nhập các loại biến hóa đối trận vào trong đó, hai quân giao chiến và so đấu võ công giữa hai người cũng không có gì khác nhau cả. Trương Dương mỉm cười nói, anh nói rõ như vậy, không sợ tôi mở được bí quyết ứng phó với anh ư. Phục bộ Thương Sơn chỉ vào hành lang cách đó không xa, Trương tiên sinh dám đi theo tôi không? Trương Dương thở dài nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp sập, đạo lý đơn giản như vậy Phục bộ tiên sinh chưa được nghe ư. Phục bộ Thương Sơn nói, nhưng quân tử lại phải một lời nói đáng giá ngàn vàng, Trương tiên sinh vừa rồi không phải đã nói thời gian, địa điểm do tôi chọn ư. Hắn nói xong thì đi về phía tiểu lâu trước. Trương đại quan nhân nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Phục bộ Thương Sơn, bắt đầu cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị,
Phục Bộ Thương Sơn hiển nhiên lợi hại hơn hai đứa con trai của hắn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không trở thành người đứng đầu gia tộc Phục Bộ. Hắn lần này một mình tới khiêu chiến mình, rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn hay là tự cho mình cao thâm. Có điều Trương Đại Quan Nhân biết một trận chiến với Phục Bộ Thương Sơn này không thể tránh khỏi, Phục Bộ Thương Sơn vì vinh dự gia tộc, mình so với cảnh giới của hắn thì phải cao hơn, mình là vì vinh dự quốc gia, so sánh hai bên thì tôi chẳng lẽ sợ lão già Nhật Bản anh ư. Thân ảnh của Phục Bộ Thương Sơn thực sự đã biến mất trong tiểu lâu. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào tiểu lâu, tiến vào đại sảnh thì lại phát hiện hoàn toàn không có bóng dáng của Phục Bộ Thương Sơn. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, Phục Bộ tiên sinh, anh không phải muốn tỉ thí quang minh chính đại một trận ư? Sao đặc biệt từ Nhật Bản tới lại phải chơi trò mèo bắt chuột với tôi? Giọng nói của Phục Bộ Thương Sơn từ phía trước bên phải vang lên, binh bất yếm trá, đối với ninja mà nói, ý nghĩa sinh tồn của hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ, vì mục tiêu có thể chọn dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Phục Bộ Thương Sơn lời còn chưa dứt thì Trương Đại Quan Nhân đã nhảy lên, lập tức một trường bổ về phía vị trí phát ra giọng nói, hắn muốn bức Phục Bộ Thương Sơn phải hiện hình. Trường phong ùa ra, rầm một tiếng, một đoàn khói trắng vỡ ra, tràn ngập khắp nơi, Trương Đại Quan Nhân vội vàng nín thở, lập tức thân thể bay vọt lên trên, dưới chân truyền đến tiếng kim loại phá không, ba chiếc phi tiêu bắn về phía Trương Dương theo hình tam giác, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn cũng có ba chiếc phi tiêu bắn xuống phía dưới. Trương Dương không dám chậm trễ, thân thể ở không trung cuộn lại một cách bất khả tư nghị, không ngờ ở không trung thay đổi phương hướng bay, thân thể giống như cây lao phóng về phía trước, vì thế sáu chiếc phi tiêu bắn về phía hắn đã mất đi mục tiêu, có hai cái va chạm với nhau, trong nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía. Trương Dương một quyền đấm tan vách tường phía trước, thân thể từ trong lỗ tường chui ra, hai chân chạm đất, nhìn thấy Phục Bộ Thương Sơn đang đứng trong góc nhà, mỉm cười nhìn mình. Trương Dương nói, giả thần giả quỷ. Chương 2251, không đứng dưới tường sắp sập 2. Phục Bộ Thương Sơn lại nói, binh bất yếm trá. Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, một cây loan đao giống như thu thủy hiện ra trong lòng bàn tay, song trưởng hơi hơi chấn động, loan đao gào thét bay ra, bổ về phía mặt Trương Dương. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước về phía trước, một quyền cách không nghênh đón. Đây cũng không phải là Trương Đại Quan Nhân muốn dùng thân thể máu thịt để ngạnh kháng loan đao sắc bén của đối phương, quyền đầu của hắn trước khi tiếp xúc với mũi đao của đối phương thì quyền phong đã tới trước. Loan đao khi cách Trương Dương khoảng một thước thì lại đột nhiên thay đổi phương hướng, vẽ ra một đường cong về phía trước bên phải, đao phong chém về phía xương cổ Trương Dương. Trương Dương nhìn rõ ở phần đuôi của loan đao có một sợi dây kim loại nối với tay của Phục Bộ Thương Sơn, Phục Bộ Thương Sơn tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn chưa tới mức có thể tu luyện đến trình độ có thể điều khiển loan đao thay đổi phương hướng tự nhiên. Trương Dương dùn người, loan đao lướt qua đỉnh đầu hắn, sau đó thì vòng lại trong lòng bàn tay Phục Bộ Thương Sơn. Phục Bộ Thương Sơn nói, phản ứng rất nhanh, chẳng trách hai đứa con trai tôi trước sau thu trong tay của anh. Trương Dương nói, chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi là nhường anh ba phần ư? Phục Bộ Thương Sơn quát, không cần anh nhường, lấy ra tất cả bản lãnh thật sự đi. Trương Đại Quan Nhân bay lên không, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa bọn họ, nhẫn thuật biến hóa ngàn vạn, Trương Đại Quan Nhân trước đó cũng từng nhiều lần lĩnh giáo qua rồi, biết đối phương chính là giỏi về ngụy trang, ẩn nấp, chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh thì đối phương khẳng định sẽ phải lộ ra dấu vết. Rõ ràng sắp tới trước mặt Phục Bộ Thương Sơn, nhưng thân thể của Phục Bộ Thương Sơn lại đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, Trương Đại Quan Nhân bị cường quang làm chói mắt tốc độ công kích không tự chủ được chậm lại một chút. Ngay trong nháy mắt này, Phục Bộ Thương Sơn lại biến mất trước mắt hắn. Trương Dương đang muốn hạ xuống đất thì phát hiện trên mặt đất có mấy chục những quả cầu nhỏ màu đen đang xoay tròn. Trương Dương thầm kêu không ổn, lão gia hỏa này trên người đúng là ám khí ùn ùn. Hai chân hắn không dám hạ xuống đất, ở trên không trung lộn một cái, mũi chân điểm nhẹ lên vách tường, thân thể bắn về phía sau. Lúc này mấy chục quả cầu nhỏ tỏa ra sương khói màu trắng, trong giây lát tiểu lâu khắp nơi đều tràn ngập sương khói màu trắng và mùi khét. Hoàn cảnh như vậy đã sáng tạo ra điều kiện tuyệt hảo cho Phục Bộ Thương Sơn ẩn nấp. Trương Đại Quan Nhân lui lại vào trong tiểu lâu, hắn nhắm mắt lại, lợi dụng đại thừa quyết, hắn hoàn toàn có thể không cần phương thức hô hấp bình thường, cho dù xương khói có độc thì cũng sẽ không tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng bất kể hắn năng lực cao cỡ nào thì hai mắt cũng nhìn rõ trong hoàn cảnh tràn ngập xương khói thế này. Dưới điều kiện đặc biệt, thính lực và cảm giác nhạy bén sẽ mang tới tác dụng mấu chốt. Tiếng xé gió rất nhỏ từ sau lưng truyền đến, Trương Đại Quan Nhân lật tay gạt về phía sau,
đầu ngón tay đã chuẩn xác tóm được một cái phi tiêu, hắn chợt phóng về phía sau, vừa vặn chạm vào loan đao đang đánh lén về phía mình, tiếng kim loại va chạm chói tai truyền đến, sau đó thân thể Trương Đại Quan Nhân bay về phía trước, dùng tốc độ kinh người đạp lên vách tường phía trước, hơn 10 cái phi tiêu gào thét bắn về phía hậu tâm hắn, mà Trương Dương thì đạp lên vách tường, mượn quán tính một mực chạy tới trần nhà. Thân thể thành công chuyển hướng, sau đó thì đáp xuống, lao về phía phục bộ Thương Sơn đang ẩn nấp ở phía sau. Bốn thanh loan đao giống như răng nanh sắc bén, từ bốn phía bất đồng công kích thân thể Trương Dương, tốc độ của đao mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của Trương Đại Quan Nhân vẫn nhanh hơn, bay vút ra từ khe hở giữa bốn thanh loan đao, một thức phi long xuất hải trong thăng long quyền đánh về phía trước. Khóe môi Trương Đại Quan Nhân lộ ra nụ cười, tuy rằng phục bộ Thương Sơn rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng phục bộ Thương Sơn có thể tiếp được một quyền lôi đình vạn quân của mình, một quyền đánh ra, phong vân biến sắc. Hai đạo hàn quang cùng với tiếng rít xé rách không khí toàn tốc nghênh đón quyền đầu của Trương Dương. Phục bộ Thương Sơn từ thanh thế của một quyền này của Trương Dương đã ý thức được mình tuyệt đối không thể tiếp được một quyền này, thật ra vừa rồi trong quá trình giao thủ với Trương Dương, phục bộ Thương Sơn đã có phán đoán chính xác về võ lực thực sự của Trương Dương, cho nên một chiêu này của hắn không phải là tấn công, nói chính xác thì là dùng tấn công để che giấu ý định lui về phía sau của hắn. Hai cây phân thủy thứ và cổ tay ở giữa đường thì tách ra, phân thủy thứ tiếp tục bắn về phía Trương Dương, mà phục bộ Thương Sơn thì khi đồng thời tách khỏi phân thủy thứ đã di động về phía sau. Trương Đại Quan Nhân không tránh, một quyền đánh lên phân thủy thứ, quyền phong chấn cho hai cây phân thủy thứ vỡ tan từng mảnh. Nhưng vào lúc này thân thể của phục bộ Thương Sơn đã một lần nữa biến mất trong sương khói. Trương Dương gầm lên một tiếng, quyền thế của một quyền này vẫn chưa hết, mang theo thép vụn từ phân thủy thứ bắn về phía sương khói lượn lờ phía trước, một quyền chưa xong đã lại một quyền nữa đánh ra. Mục tiêu của một quyền này của Trương Đại Quan Nhân là cột nhà được làm bằng xi măng cốt thép cực kỳ chắc chắn không hề bị một quyền này của hắn đánh cho tứ phân ngũ liệt, nhưng Trương Đại Quan Nhân lập tức phá vỡ vách tường ở bên cạnh, lui ra bên ngoài tiểu lâu. Cột nhà lúc này mới vỡ ra, từng vết nứt dọc theo cột nhà hiện ra, tiểu lâu này đã trải qua sóng thần trước đó nên vốn đã có nguy cơ sập, hiện tại sao chịu nổi một trọng kích này của Trương Đại Quan Nhân. Trương Đại Quan Nhân đứng ở bên ngoài nhìn tòa tiểu lâu đó, nhìn thấy tường ngoài tiểu lâu cũng nứt ra một cái lỗ to, cách lúc sập không còn lâu nữa. Trương Đại Quan Nhân thở dài, đã sớm khuyên anh nói, quân tử không đứng dưới tường sắp sập, anh lại cứ khăng khăng không nghe. Trương Đại Quan Nhân vốn không muốn hạ độc thủ. Có điều phục bộ Thương Sơn quỷ kế đa đoan, đã mấy lần muốn hạ sát thủ với hắn, Trương Đại Quan Nhân cũng không lưu tình nữa, anh làm một thì tôi làm 15, cho nên Trương Đại Quan Nhân dứt khoát hủy luôn tòa tiểu lâu này, cho tên tiểu Nhật Bản anh có đi mà không có về. Lúc này, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy một thân ảnh màu xám lao ra từ trong sương mù, hướng về phía hắn. Phục bộ Thương Sơn vừa chạy ra khỏi tiểu lâu, liền nghe thấy phía sau nổ ầm một tiếng, tiểu lâu bắt đầu đổ sập. Phía sau hắn một bức tường cao gần 12 thước như phô thiên cái địa đổ xuống. Phục bộ Thương Sơn nghe thấy động tĩnh phía sau đã cảm thấy không ổn, hắn ném ra dây bay về phía trước, thật ra hắn cũng hiểu rõ động tác này chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Phục bộ Thương Sơn không hề xoay người lại, cho dù là không có bất kỳ sinh cơ nào thì hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian ở phương diện này. Chương 2252, không đứng dưới tường sắp sập 3. Bóng ma tử vong đã bao phủ phục bộ Thương Sơn, hắn vẫn làm ra cố gắng cuối cùng, bức tường nặng cả ngàn cân sắp đổ sập lên người hắn. Đúng vào thời khắc sinh tử này, dây bay mà phục bộ Thương Sơn ném mạnh ra đột nhiên căng ra, một cỗ lực lượng cường đại dọc theo dây truyền đến, phục bộ Thương Sơn bay về phía trước, thân thể giống như mũi tên rời cung bắn ra, so với tốc độ vừa rồi thì nhanh hơn cả mấy lần. Vào thời khắc mấu chốt, lại là Trương Đại Quan Nhân một tay lấy tóm lấy dây mà phục bộ Thương Sơn ném ra, giúp phục bộ Thương Sơn tránh được kiếp chết do Thái Sơn áp đỉnh. Thân thể của phục bộ Thương Sơn vẫn còn ở trong không trung thì bức tường đó đã sập hoàn toàn, bên trên truyền đến chấn động nặng nề, trong nhất thời khói bụi bốc lên mù mịt. Phục bộ Thương Sơn thất tha thất thểu đứng trên đất, lúc này hắn mới quay đầu nhìn lại, liền thấy tòa tiểu lâu phía sau đã trở thành một mảng phế tích. Phục bộ Thương Sơn sống hơn nửa đời người, trải qua nguy cơ cũng được cho là vô số kể. Nhưng kinh lịch thoát chết trong đường tơ kẽ tóc hôm nay vẫn khiến hắn sợ toát mồ hôi. Xoay người lại nhìn Trương Dương, trong ánh mắt có thêm mấy phần cảm kích. Trương Đại Quan Nhân lại vẻ mặt rửng rưng, mỉm cười nói, phục bộ tiên sinh lại quên lời nói mới rồi của tôi rồi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ.
Phục bộ Thương Sơn mấp máy môi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến, thì ra có một chiếc xe cảnh sát đang lao tới. Người tới là Cục trưởng Công an thành phố Tân Hải Trình Diễm Đông, Phó trưởng Trinh biết Trương Dương và Phục bộ Thương Sơn ra ngoài luận bàn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, hắn là lo lắng Trương Dương sẽ gặp phiền toái. Trình Diễm Đông vừa mới tới cảng Phước Long thì liền nhìn thấy cảnh tiểu lâu sập, nhìn thấy Trương Dương và Phục bộ Thương Sơn đều hoàn hảo không việc gì. Trình Diễm Đông mới yên lòng, hắn tới trước mặt Trương Dương, nói, Bí thư Trương, anh không sao chứ? Trương Dương nói, không sao mà chỉ bị tiếng còi cảnh sát của anh làm cho giật mình, tôi bảo này, cảnh sát các anh ra ngoài sao cứ phải rêu rao thế? Nhiễu dân thì không nói, cho dù phần tử phạm tội nghe thấy tiếng còi cảnh sát cũng chạy mất rồi. Trình Diễm Đông bật cười xấu hổ. Trương Dương nói, Phó trưởng Trinh báo cho anh à? Trình Diễm Đông nói, không. Câu trả lời này hiển nhiên là không thuyết phục. Hai người đang nói chuyện thì Phục bộ Thương Sơn lặng lẽ bước đi. Trình Diễm Đông nhìn bóng dáng đi xa của Phục bộ Thương Sơn, thấp giọng nói với Trương Dương, Bí thư Trương, có muốn tôi khống chế người này lại không? Trương Dương nói, không cần, người ta chỉ là tìm tôi tâm sự, đâu có gây nguy hiểm cho an toàn của tôi. Hắn quay sang tiểu lâu vừa sập, vẫn còn mù mịt bụi, nói, Diễm Đông, nói một tiếng với người phụ trách an toàn. Đối với vật kiến trúc có thể gây nguy hại tới an toàn trong phạm vi nội thành nhất định phải nhanh chóng đánh giá kiểm tra. Trình Diễm Đông nói, chuyện này không do quản quản. Trương Dương nói ít thôi, anh không phải là thường ủy ư. Thường ủy thì phải quản. Trương Dương vốn muốn đi tìm Kiều Mộng Viện mời cô ta cùng ăn bữa tối, nhưng ô tô vừa mới khởi động thì nhận được điện thoại của Nguyên Hòa Hạnh Tử. Giọng nói của Nguyên Hòa Hạnh Tử lộ ra vẻ lo lắng, Trương Tiên Sinh, tôi là Nguyên Hòa Hạnh Tử. Trương Dương nói, tôi có thể nghe ra giọng nói của cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nghĩa phụ tôi có đi tìm anh hay không? Trương Dương nói, có, nhưng chúng tôi vừa chia tay rồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh không sao chứ? Trương Đại Quan Nhân trầm mặc, Nguyên Hòa Hạnh Tử ở đầu kia điện thoại cũng trầm mặc, ngay cả bản thân Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng không biết sao mình lại hỏi vậy. Trương Đại Quan Nhân nói, không sao, cô rất quan tâm tới tôi à? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, dù sao cũng từng là bằng hữu, tôi không muốn nghĩa phụ đả thương anh. Trương Dương cười nói, chuyện này có chút khó khăn đấy. Không phải thằng cha này tinh vi, mà là vì Phục bộ Thương Sơn quả thực không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh vẫn ngạo mạn trước sau như một. Trương Dương nói, biết vừa mới xảy ra chuyện gì không? Nguyên Hòa Hạnh Tử không nói gì. Trương Dương nói, ký túc xá mà trước đây cho các cô dùng vừa mới sập rồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nghe thì chắc là dấu hiệu không tốt. Trương Dương nói, có thời gian gặp mặt nói chuyện không? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có thời gian, nhưng tôi đang ở Nhật Bản. Trương Đại Quan Nhân bật cười, hắn đi vài bước về phía bờ biển, tập đoàn Nguyên Hòa hiện tại anh là đương gia. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi vẫn là chủ tịch của tập đoàn Nguyên Hòa. Trương Dương nói, chuyện của cảng Phước Long là thế nào? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi đang giải quyết chuyện này. Trương Dương nói, công tác trùng kiến cảng Phước Long đã là lửa xém lông mày. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nội bộ tập đoàn xảy ra một số vấn đề, cho nên tôi đang xử lý, tôi cam đoan, không lâu nữa, tôi sẽ tới Tân Hải nói rõ tất cả với Quý Phương. Trương Dương nói, Nguyên Hòa Thu Trực đã bắn tiếng, muốn rút vốn khỏi Tân Hải, từ bỏ kế hoạch đầu tư vào cảng Phước Long. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hắn không có quyền quyết định. Trương Dương nói, cô có quyền quyết định. Nhưng từ sau khi sóng thần phát sinh đến bây giờ đã qua gần 20 ngày rồi, cô lại ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi tới, thân là chủ tịch của tập đoàn Nguyên Hòa, cô không có bất kỳ lời thanh minh tập thể hay là tư nhân nào, người đứng ra nói chuyện một mực là Nguyên Hòa Thu Trực, hắn nói mình có thể đại biểu cho tập đoàn, Quý Phương đã chính thức đưa ra tố tụng đòi bồi thường với chúng tôi rồi, tôi không tin cô không hề biết gì cả về chuyện này. Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài. Trương Dương nói, Hạnh Tử, tôi biết cô cũng rất khó xử. Nếu tôi đoán không sai thì hiện tại cô đã mất quyền khống chế nội bộ tập đoàn rồi. Từ một loạt tình trạng phát sinh gần đây, Trương Đại Quan Nhân đã đoán được nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa khẳng định tồn tại phân tranh kịch liệt, cho nên Nguyên Hòa Hạnh Tử mới không thể không ở lại Nhật Bản để giải quyết mâu thuẫn nội bộ, thậm chí không thể chiếu cố tới vấn đề của cảng Phước Long. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, cho tôi một đoạn thời gian, tôi có thể giải quyết tốt tất cả. Trương Dương nói, là bằng hữu tôi có thể đáp ứng, nhưng là lãnh đạo Tân Hải. Tôi không thể đáp ứng. Cảng Phước Long cũng không chỉ đại biểu cho lợi ích của cá nhân tôi,
trong đây liên lụy đến quá nhiều dân chúng, tôi phải mong chóng giúp bọn họ mau chóng nhìn thấy tương lai. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi sẽ tranh thủ cuối tuần tới Tân Hải. Trương Dương trầm mặc một chút rồi ý vị thâm trường nói, tôi chờ cô. Trương đại quan nhân gác điện thoại, lại nhìn thấy phục bộ Thương Sơn đi rồi còn quay lại, đứng trên bến tàu cách đó không xa, hai mắt lẳng lặng nhìn mình. Trương Dương đi tới, mỉm cười nói, phục bộ tiên sinh có phải còn chuyện gì khác tìm tôi không? Phục bộ Thương Sơn nói khẽ, võ học Trung Hoa quả nhiên bác đại tinh thâm. Trương Dương nói, tôi tuy rằng may mắn giành chiến thắng, nhưng tôi không đại biểu được cho võ học Trung Hoa, mảnh đất này là nơi ngọa hổ tàng long, người lợi hại hơn tôi thì nhiều lắm. Những lời này của hắn nghe thì là khiêm tốn, nhưng ngấm ngầm lại đang sỉ nhục phục bộ Thương Sơn, với chút công lực này của phục bộ Thương Sơn anh tới Tân Hải còn không phải là tự rước lấy nhục ư. Chương 2253, không đứng dưới tường sắp sập 4. Phục bộ Thương Sơn lại không hề tức giận, hắn lạnh lùng cười nói, quyền lên tiếng luôn ở bên người thắng, tôi trước đó không rõ vì sao con trai tôi lại bại trong tay anh, hiện tại cuối cùng cũng minh bạch rồi, bản lĩnh của nó thật sự kém anh quá xa. Người ta vừa khiêm tốn thì Trương đại quan nhân ngược lại có chút ngượng ngùng hắn cười nói, thật ra mọi người ai cũng có sở trường riêng cả. Phục bộ Thương Sơn nói, tôi không giấu gì anh, lần này tôi từ Nhật Bản đến, mục đích muốn thử bản lĩnh của anh một chút. Trương Dương nói, hy vọng không khiến phục bộ tiên sinh thất vọng. Phục bộ Thương Sơn nói, tôi lần này sau khi trở về Nhật Bản, sẽ không để gia tộc phục bộ tiếp tục đối địch với nữa. Phục bộ Thương Sơn hiển nhiên rất sáng suốt, hắn sở dĩ nói những lời này, không chỉ là xuất phát từ cảm kích vì Trương Dương vừa rồi đã cứu hắn một mạng, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn đã nhận thức được. Gia tộc phục bộ không ai có thể là đối thủ của Trương Dương, người Nhật Bản có tinh thần võ sĩ đạo thì không sai, nhưng võ sĩ đạo tuyệt đối không phải là mù quáng chịu chết. Trương Dương nói, tôi trước giờ đều không coi các anh là kẻ địch, lúc trước ở Kinh Thành gặp phục bộ Nhất Diệp, hắn và kiếm khách Nam Triều Tiên Lý Đạo Tể hai người cùng nhau vây công tôi lúc ấy vốn không muốn đả thương hắn, nhưng loại chuyện luận võ này rất khó nói, một khi bắt đầu giao đấu, có những lúc muốn dừng tay cũng khó. Vừa rồi tôi cũng suýt nữa bị thương dưới thế công của phục bộ tiên sinh, trận thắng này là tôi may mắn thôi. Những lời này của Trương đại quan nhân thuần túy là bố láo ăn cắp, võ công của một người nếu tu luyện đến loại trình độ của hắn, sớm đã thu phóng tự nhiên, lúc nào nên thu tay, hắn đương nhiên hiểu rõ, lúc trước sở dĩ phế bỏ cánh tay của phục bộ Nhất Diệp là vì lòng căm phẫn nhất thời, có điều hắn về sau cũng muốn cứu phục bộ Nhất Diệp, cho dù cánh tay của phục bộ Nhất Diệp không thể tiếp tục dùng. Nhưng nếu được Trương Dương trị liệu thì ít nhất có thể bảo đảm cơ năng cơ bản, nhưng phục bộ Nhất Diệp cao. Cự tuyệt, mình cho nên mới tạo thành hậu quả xấu hiện giờ, từ đó kết mối thù truyền kiếp với gia tộc phục bộ. Đối với đám ninja Nhật Bản nhà phục bộ, Trương đại quan nhân không sợ, có điều hắn cũng không muốn cả ngày có ninja tìm mình gây phiền toái. Quan gia nên giải không nên kết, chính là xuất phát từ suy nghĩ này, hắn mới có thể trong lúc sinh tử tồn vong cứu phục bộ Thương Sơn. Phục bộ Thương Sơn mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ chán nản, hắn tu hành cả hơn nửa đời người, không ngờ vừa mới tới Trung Quốc đã bại trong tay một tiểu tử trẻ tuổi, hắn vẫn cho rằng nhẫn thuật thiên biến vạn hóa, ở phương diện ứng biến thì vượt qua võ học Trung Hoa thật nhiều, nhưng hôm nay kiến thức quyền thuật cương mãnh bá đạo của Trương Dương, mới ý thức được, biến hóa kiểu gì ở trước mặt thực lực siêu cường của người khác cũng không đáng nhắc tới, võ công chi đạo quả nhiên không nên mưu lợi. Phục bộ Thương Sơn nói, Liễu Sinh Chính đạo chết ở Trung Quốc, chính phủ quý quốc đến bây giờ vẫn chưa tra ra nguyên nhân cái chết của hắn. Trương Dương nói, trong trận sóng thần này người Trung Quốc chết nhiều hơn. Liễu Sinh Chính đạo là tối hôm đó bởi vì cùng mấy người Nhật Bản phát động đánh lén Trình Diễm Đông, cho nên bị Trương Dương một quyền đoạt đi tính mạng. Chuyện này Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng, bất kể đám người đó Liễu Sinh Chính đạo tối hôm đó là khơi mào trước hay không. Chỉ cần chuyện mình giết đám người Nhật Bản này bị tiết lộ ra ngoài thì khẳng định sẽ đẩy lên thành tranh chấp quốc tế. Trương đại quan nhân sẽ không tự tìm phiền toái, cho nên trong chuyện này nói với phía Nhật là do tử vong bất chắc, phía Nhật chắc là, đối lý ít nhất là trên quan phương cũng không tóm lấy chuyện này không buông. Phục bộ Thương Sơn nói, nhưng có rất nhiều người Nhật Bản không cho rằng như vậy, căn cứ vào tin tức có người truyền đến, nói Liễu Sinh Chính đạo là chết trong tay cao thủ Trung Quốc. Ánh mắt phục bộ Thương Sơn nhìn thẳng vào Trương Dương, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm Trương Dương. Trương đại quan nhân cười nói, sao có thể, lúc ấy trời sụp đất nứt, phong vân biến sắc, nào có ai lựa chọn vào những lúc như thế đi giết hắn. Hơn nữa người này cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì, hắn có kẻ thù nào ư.
Phục Bộ Thương Sơn nói, Trương Tiên Sinh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thuật lại việc mình nghe được, về phần Liễu Sinh chính đạo, sự sống chết của hắn không có bất kỳ liên quan gì tới tôi, nhưng nhà Liễu Sinh sẽ không bỏ qua như vậy. Trương Dương nói, vậy thì sao? Phục Bộ Thương Sơn nói, không biết nhà Liễu Sinh từ đâu nhận được tin tức, bọn họ nhận định cái chết của Liễu Sinh chính đạo có liên quan tới anh. Trương Dương nói, một khi đã như vậy thì cứ để bọn họ tìm tôi mà đối chất. Phục Bộ Thương Sơn nói, nhà Liễu Sinh những năm gần đây xuất hiện một vị thiên tài võ học, hắn tên là Liễu Sinh Nghĩa Phu, tuyệt đối là nhân vật nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi đời này. Trương Đại Quan Nhân cười nói, ý tứ của Phục Bộ Tiên Sinh là, hắn muốn tới tìm tôi. Phục Bộ Thương Sơn mỉm cười. Trương Dương nói, so với Liễu Sinh Nghĩa Phu, tôi cảm thấy hứng thú với Nguyên Hòa Hạnh Tử hơn, Phục Bộ Tiên Sinh, cô ta là con gái nuôi của anh hay không? Phục Bộ Thương Sơn gật đầu nói, không sai. Trương Dương nói, Phục Bộ Tiên Sinh, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, anh biết cô ta bao lâu rồi? Phục Bộ Thương Sơn nói, tôi biết cô ta từ lúc cô ta còn rất nhỏ, lúc ấy cô ta vẫn tên là Vũ Điền Hạnh Tử, 6 năm trước khi cô ta 22 tuổi thì gả cho Nguyên Hòa Chân Dương, 3 năm trước đây Nguyên Hòa Chân Dương qua đời, Hạnh Tử là vợ, được kế thừa di sản của Nguyên Hòa Chân Dương. Trương Dương nói, Phục Bộ Tiên Sinh, Nguyên Hòa Hạnh Tử nếu là con gái nuôi của anh, như vậy anh chắc là biết rõ về cô ta lắm. Phục Bộ Thương Sơn nói, tất nhiên rồi. Trương Dương nói, anh có phát hiện mấy năm nay trên người của cô ta xảy ra biến hóa rất lớn không? Phục Bộ Thương Sơn nghe Trương Dương hỏi xong thì bỗng nhiên trầm mặc, hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, cha Hạnh Tử qua đời rất sớm, gia tộc Vũ Điền cũng đối xử không tốt với mẹ con cô ta, cho nên đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất mạnh mẽ. Khi cô ta 15 tuổi thì mẹ cô ta chết, trước khi mẹ cô ta lâm chung đã ủy thác tôi giúp chiếu cố cô ta, tôi vốn định đón Hạnh Tử về nhà, nhưng bị cô ta cự tuyệt, cô ta vẫn sống ở nhà Vũ Điền, về sau thì xuất ngoại du học, học của cô ta vẫn luôn rất ưu tú, tôi vốn cho rằng cô ta sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng 6 năm trước cô ta đột nhiên quyết định gả cho Nguyên Hòa Chân Dương. Phục Bộ Thương Sơn nhíu chặt lông mày, cho tới hôm nay hắn vẫn không hiểu quyết định này của Nguyên Hòa Hạnh Tử. Hắn thở dài, Nguyên Hòa Chân Dương rất có tiền, nhưng Hạnh Tử trong ấn tượng của tôi trước giờ cũng không phải là một nữ hài tử tham hư vinh. Trương Dương nói, có thể là gia tộc Vũ Điền đã để lại cho cô ta quá nhiều ám ảnh, cho nên cô ta mới muốn thông qua phương thức gả cho Nguyên Hòa Chân Dương để giành được địa vị và tài phú, thông qua phương thức này đê chứng mi nồi bản thân, thậm chí trả thù gia tộc Vũ Điền. Phục Bộ Thương Sơn nói, kể từ lúc đó, tôi cảm giác cô ta đã thay đổi, càng ngày càng xa cách tôi. Không còn là người con gái đơn thuần trước kia nữa. Trong mắt hắn lộ ra mấy phần bi ai, ít nhiều bất đắc dĩ. Trương Dương nói, cô ta đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều là trải qua thâm tư thục lự rồi. Phục Bộ Thương Sơn nói, bởi vì chuyện của Nguyên Hòa Thu Trực, tôi và cô ta đã xảy ra một lần cãi nhau kịch liệt, thế cho nên mấy năm sau chúng tôi gián đoạn liên hệ, cho tới lúc Nguyên Hòa Thu Trực qua đời. Trương Dương nói, chuyện 3 năm trước đây. Hắn bỗng nhiên nhớ tới 3 năm trước đây chẳng phải là ngày Cố Giai Đồng rời khỏi mình ư. Phục Bộ Thương Sơn gật đầu, 3 năm trước, trong 3 năm này cô ta chưa bao giờ chủ động liên lạc với tôi, nhưng có một ngày, cô ta đột nhiên đăng môn tìm tôi, nói là Nguyên Hòa Thu Trực đã chết, cô ta ở bên trong gia tộc Nguyên Hòa cơ khổ không có chỗ dựa, toàn bộ Nguyên Hòa gia tộc đều bởi vì Nguyên Hòa Thu Trực để lại đại bộ phận tài sản cho cô ta mà căm thù cô ta. Trương Dương nói, vì thế anh vào lúc này đã đứng ra ủng hộ cô ta. Phục Bộ Thương Sơn nhìn mặt biển dập dềnh sóng phía trước, nói khẽ cô ta ở trên đời này chỉ còn lại một người thân là tôi nếu không giúp cô ta thì ai sẽ giúp cô ta vượt qua cửa ải khó khăn này đây? Hắn nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Trương Dương, lắc đầu nói, tính tình của Hạnh Tử thay đổi rất lớn, trong mấy năm ngắn ngủn, trên người cô ta liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ta muốn sinh tồn thì chỉ có thể không ngừng thay đổi. Trương Dương nói, tôi nghe nói Nguyên Hòa Chân Dương từng là đầu mục Hắc Bang Nhật Bản. Phục Bộ Thương Sơn nói, tôi thì không thấy vậy, người ở thế giới luôn luôn phải sắm vai riêng, hắc và bạch, thiện và ác vốn chính là tương đối. Trương Dương cũng không thể không công nhận những lời này của Phục Bộ Thương Sơn có chút đạo lý. Chương 2254, điểm đáng ngờ thoáng hiện 1. Phục Bộ Thương Sơn nói, Nguyên Hòa Chân Dương chết được mấy năm rồi. Tôi nhìn thấy Hạnh Tử trở nên càng ngày càng kiên cường hơn, hiện tại cô ta đã có thể tự bảo vệ mình. Trương Dương lấy ra một tấm ảnh đưa cho Phục Bộ Thương Sơn. Phục Bộ Thương Sơn tiếp lấy bức ảnh đó, trên ảnh chính là Nguyên Hòa Hạnh Tử đứng trên bờ biển, cười sáng lạn như hoa mùa xuân,
hắn nói khẽ, anh có ảnh của Hạnh Tử à? Trương Dương nói, cô ta tên là Cố Giai Đồng, 3 năm trước đây xảy ra tai nạn xe cộ, rơi vào trong dòng nước xiết của sông Niagara, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Phục bộ Thương Sơn cẩn thận xem kỹ bức ảnh đó, không nén được sự ngạc nhiên nói trong lòng, giống, quả thực là quá giống. Trương Dương nói, nếu không phải trước đó tôi đã tìm hiểu về hai người thì tôi cũng sẽ cho rằng hai người chính là một. Phục bộ Thương Sơn nói, quả thực chính là một người. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Trương Dương bỗng nhiên nói, Nguyên Hòa Hạnh Tử có từng tới Bắc Mỹ hay không? Phục bộ Thương Sơn lắc đầu, trong trí nhớ của tôi cô ta chưa bao giờ tới Bắc Mỹ. Từ trong câu hỏi của Trương Dương, hắn ý thức được gì đó, anh cảm thấy hai người là một người ư? Trương Dương thở dài nói, tôi thực sự hy vọng hai người chính là một người. Hắn trước đó từng đánh cắp một cái băng vệ sinh của Nguyên Hòa Hạnh Tử, thông qua vết máu bên trên để tiến hành chứng thực nhiễm sắc thể của cô ta, đã bài trừ khả năng Nguyên Hòa Hạnh Tử và Cố Giai Đồng là cùng một người. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Nguyên Hòa Chân Dương là chết như thế nào? Phục bộ Thương Sơn nói, tử vong tự nhiên, lúc ấy hắn vừa hay và Hạnh Tử tới Hokkaido nghỉ phép, hôm ấy bởi vì cao hứng uống nhiều mấy chén, về sau lại đi ngâm suối nước nóng, khiến bệnh tim tái phát. Lúc nào? Phục bộ Thương Sơn cẩn thận nghĩ lại, chắc là mùa xuân năm 95, đúng rồi, tháng 4. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, nếu tất cả những gì Phục bộ Thương Sơn nói là sự thật, như vậy Cố Giai Đồng xảy ra chuyện trước khi Nguyên Hòa Chân Dương chết 3 tháng. Phục bộ Thương Sơn nhìn thấy Trương Dương thủy chung trầm mặc không nói gì thì hắn nói khẽ, anh đang nghĩ gì vậy? Trương Dương nói, sau khi Nguyên Hòa Chân Dương chết Hạnh Tử gặp phiền toái gì không? Trên mặt Phục bộ Thương Sơn lộ ra một tia cười khổ, Nguyên Hòa Chân Dương để lại di chúc, giao đại bộ phận tài sản của gia tộc Nguyên Hòa cho Hạnh Tử, điều này tất nhiên là khiến vợ đời trước và các con gái của y bất mãn, bọn họ lấy lý do cái chết của Nguyên Hòa Chân Dương để gây chuyện, nói Nguyên Hòa Chân Dương không phải tử vong tự nhiên, yêu cầu tiến hành nghiệm thi. Trương Dương nói, chuyện hắn chết không có ai có thể chứng minh ư. Phục bộ Thương Sơn nói, khi bệnh phát chỉ có Hạnh Tử ở đó, khi bác sĩ chạy đến thì hắn đã xong rồi, lúc ấy cả gia tộc Nguyên Hòa nhằm vào một mình Hạnh Tử, trừ tôi ra thì cô ta không tìm thấy người nào khác có thể giúp đỡ cô ta, nếu không phải vậy thì với tính tình mạnh mẽ của tôi cũng sẽ không nhờ tôi giúp đỡ. Trương Dương nói, cuối cùng tiến hành nghiệm thi thế nào? Phục bộ Thương Sơn nói, để chứng minh Hạnh Tử trong sạch, lúc ấy tiến hành nghiệm thi dưới sự chứng kiến của tôi và cảnh sát, nghiệm thi cho thấy Nguyên Hòa Chân Dương không hề có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào, thân thể hắn cũng rất bình thường, căn cứ vào lời nói của bác sĩ phụ trách nghiệm thi thì Nguyên Hòa Chân Dương chết vì xuất huyết não dẫn tới xuất huyết bên trong. Trương Dương nói, cái này đã chặn được miệng họ rồi chứ? Phục bộ Thương Sơn nói, Hạnh Tử không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Hắn nhìn cảng Phước Long sau khi trải qua sóng thần vẫn còn ngổn ngang, nói quyết định đầu tư vào cảng Phước Long của cô ta bị bên trong gia tộc phản đối tập thể, sóng thần lần này khiến cô ta phải chịu áp lực không nhỏ, có điều hiện tại cô ta so với quá khứ thì kiên cường hơn nhiều, đã không còn cần tôi giúp nữa. Trương Dương mỉm cười nói, cô ta cũng rất quan tâm tới anh, vừa mới rồi đã gọi điện thoại tới hỏi tình huống của anh. Phục bộ Thương Sơn lại lắc đầu, chỉ sợ người cô ta quan tâm không phải tôi. Hắn nói xong câu đó thì lịch sự cáo từ Trương Dương. Nhìn bóng dáng của Phục bộ Thương Sơn, Trương đại quan nhân bất giác lâm vào trầm tư, Trình Diễm Đông tới bên cạnh hắn, bí thư Trương, ngài vẫn chưa đi à? Trương Dương nói, giờ đi đây, đúng rồi, Diễm Đông, tôi muốn điều tra tư liệu về người nào đó ở nước Nhật, anh có làm được không? Trình Diễm Đông cười nói, cơ sở dữ liệu của Tân Hải chúng ta vẫn chưa lợi hại như vậy. Trương Dương gật đầu. Hắn sau khi lên xe thì gọi điện thoại cho Tang Bối Bối. Tang Bối Bối gần đây vẫn luôn ở Bắc Cảng, nghe thấy giọng nói của Trương Dương, cô ta không khỏi thầm oán, cuối cùng cũng từ xã Ôn Nhu tỉnh lại rồi hả, tôi còn tưởng rằng anh đã quên chuyện của chúng ta rồi. Trương Dương nói, hai chúng ta thì có chuyện gì, tôi thấy là đã phát sinh gì đâu. Tang Bối Bối gắt, anh đừng có giở trò lưu manh với tôi, cẩn thận tôi tới ủy ban kỷ luật kiện anh đó. Trương Dương nói, đừng mà. Có vấn đề thì hai ta giải quyết một chọi một, việc gì phải học người ta đâm chọc nhau. Tang Bối Bối nói, đối với loại cán bộ quốc gia không biết xấu hổ như anh, phải báo cáo với ủy ban kỷ luật để tổ chức thu thập anh. Trương Dương cười nói, cô không sợ chúng tôi quan lại bao che cho nhau ư. Tang Bối Bối nói, điều này cũng đúng, lát nữa tôi sẽ dùng súng ngắm xử lý anh. Không cần phải độc ác vậy chứ. Tang Bối Bối bật cười.
Trương Dương nói, cười cái gì? Tôi tìm cô có chính sự đó. Tang Bối Bối nói, biết rồi, nếu không thì anh đâu có tự dưng nhớ tới tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, miệng đầy mùi giấm chua. Thôi cho tôi xin, anh đừng có tưởng tượng nữa được không? Tôi đang bận lắm. Bận cái gì? Tang Bối Bối nói, theo dõi Viên Hiếu Thương, hắn không phải đang điều tra tôi ư? Tôi phải điều tra rõ nội tình của hắn trước. Trương Dương không khỏi bật cười, cô đang ở đâu? Phòng 1219 của Thương vụ Lô Sâm, đối diện khách sạn Vương Miện. Tôi lập tức đến ngay. Trương Đại Quan Nhân đến nơi thì mới phát hiện Tang Bối Bối không ngờ ở đây mở công ty, biển bên trên đề Thương vụ Bắc Dương, tên cũng dọa người thật, có điều trước cửa rất văng vẻ, phải nói là đến một người cũng không có, công ty chỉ có một phòng, mà nhân viên cũng chỉ có một, Tang Bối Bối là giám đốc kiêm nhân viên. Sau khi Trương Đại Quan Nhân gõ cửa tiến vào, nhìn thấy trang trí bên trong thì không khỏi bật cười, Thương vụ Bắc Dương, cô là thủy quân Bắc Dương à? Tang Bối Bối trợn mắt lườm hắn, tôi thích đặt gì thì đặt, liên quan rắm gì tới anh. Trương Dương đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy Tang Bối Bối dựng một cái kính viễn vọng bội số lớn ở đó, ghé vào kính viễn vọng nhìn nhìn, rất nhanh liền tìm được vị trí văn phòng của Viên Hiếu Thương, cô dám thì trắng trợn như vậy à, đến rèm cũng không kéo, không sợ bị người ta phát hiện ư. Tang Bối Bối đưa cho Trương Dương một ly trà chanh, kính tôi dán mảng rồi, từ bên ngoài không nhìn thấy được bên trong đâu. Trương Dương nói, cô theo dõi Viên Hiếu Thương để làm gì? Tang Bối Bối nói, nhàn rỗi thôi. Trương Dương nói, giúp tôi tra tư liệu của một người. Ai? Nguyên Hòa Chân Dương. Tang Bối Bối ngồi xuống trước máy tính, cô ta nói khẽ, điều tra loại người như Nguyên Hòa Chân Dương cũng không khó, hắn ở Nhật Bản bản thân chính là phần tử Hắc Bang, tội lỗi chồng chất. Chỉ cần vào trang web Nhật Bản thì tin tức tương quan sẽ có cả đống lớn. Chương 2255, điểm đáng ngờ thoáng hiện 2. Trương Dương nói, cường điều tra về hai giai đoạn, một là tin tức lúc hắn và Nguyên Hòa Hạnh Tử kết hôn, còn cái kia là tin tức trước sau khi hắn tử vong. Tang Bối Bối bắt đầu điều tra tư liệu, Trương Đại Quan Nhân bưng ly trà chanh trà bên cạnh cô ta, nhìn thấy danh thiếp trên bàn, cầm lên, từ bên trong rút ra một tấm, nhìn thấy chữ viết tắt của công ty là Bai. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hai chữ này là chữ Latin của Bối và Dương đúng không? Cô bé, quả nhiên là nghĩ về tôi, cái gì mà Bắc Dương, là Bối Dương mới đúng. Tang Bối Bối bị hắn vạch trần tâm tư, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, giật lấy danh thiếp trong tay hắn, cút đi, sang bên cạnh chơi, tôi đang bận, còn quấy rầy nữa là tôi sẽ không giúp anh đâu. Trương Đại Quan Nhân cười cười, lúc này mới kéo ghế xoay thành thật ngồi xuống ở bên cạnh. Tang Bối Bối phóng đại bức ảnh của Nguyên Hòa Chân Dương và Vũ Điền Hạnh Tử trong hôn lễ, cố ý nói tân nương xinh đẹp quá. Trương Đại Quan Nhân liếc một cái, không nói gì. Tang Bối Bối lại nói, trên hôn lễ của bọn họ không ngờ Võ Trực Chính Giã cũng xuất hiện. Trương Dương nói, đều là người Nhật Bản thì có gì là lạ, nghe nói chính trị Nhật Bản chính là chính trị Hắc Bang, phần tử xã hội đen và nhân vật chính trị như rắn chuột một ổ, điểm này hình như cũng giống bên Đài Loan. Tang Bối Bối nói, đúng là cán bộ đảng, tất cả nhìn thấy đều là mặt trái của người ta, ưu điểm của người khác anh chẳng bao giờ thấy được. Trương Đại Quan Nhân cười nói, bên trong của cô tôi cũng thấy hết rồi. Tang Bối Bối trừng mắt lườm hắn một cái, lưu manh. Trương Đại Quan Nhân cợt nhả nói, không biết à, tôi rất thích nghe cô mắng tôi lưu manh. Tang Bối Bối nói, đúng là đồ phạm tiện, cô ta lại click chuột. Trương Đại Quan Nhân nói, thứ đồ chơi máy tính này đúng là thứ tốt. Đáng tiếc tôi trừ xem phim và chơi game ra thì không biết gì khác cả. Tang Bối Bối nói, chỉ số thông minh của anh có vấn đề. Trương Đại Quan Nhân đang muốn phản bác thì lại nghe Tang Bối Bối nói, lúc ấy có rất nhiều người hoài nghi nguyên nhân cái chết của Nguyên Hòa Chân Dương. Trương Dương đã nghe Phục Bộ Thương Sơn nói qua chuyện này, không hề cảm thấy ngạc nhiên, một lão già có tiền chết đi, luôn khiến cho một số người quýnh lên. Tang Bối Bối nhìn Trương Dương một cái rồi nói, anh giống như rất quan tâm tới bộ dạng của Nguyên Hòa Hạnh Tử, không cần tôi nhắc nhở anh chứ, cô ta không phải là Cố Giai Đồng của anh. Trương Dương nói, tôi nhờ cô tra tư liệu mà, cô chuyên tâm chút được không? Tôi là bằng hữu của anh nên mới nhắc nhở anh, Cố Giai Đồng đã ra đi lâu như vậy rồi, trong lòng anh cũng có thể buông bỏ được rồi. Trương Đại Quan Nhân trợn mắt, buông bỏ cái rắm. Tang Bối Bối chu miệng, làm việc giúp anh còn phải nghe anh mắng. Bà đây mặc kệ. Cô ta ném chuột, đứng dậy làm bộ muốn đi. Trương Đại Quan Nhân vội vàng tiến lên túm lấy vai cô ta, ấn cô ta ngồi lại xuống ghế, cô bé, nói đùa thôi mà,
sao nóng thế, cô thấy con người cô có khiếu hài hước không? Tang Bối Bối nói, anh là đang nói đùa à? Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười dối trá, cô thấy tôi cười có chân thành không? Tang Bối Bối nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không nhịn được là bật cười, xì một tiếng khinh miệt nói, Trương Dương, anh đúng là không ra gì, chỉ biết lợi dụng tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, cô giúp tôi đi đã, chờ chúng ta tra ra kết quả rồi thì. Người tôi tùy cô hưởng dụng. Tang Bối Bối nói, anh nếu cứ giở trò lưu manh với tôi thì tôi sẽ đuổi anh ra ngoài thật đó. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi lại tưởng cô thích nghe. Tang Bối Bối nói, chưa thấy ai vô duyên như anh, tôi là một khuê nữ, anh thì có vợ rồi, cái này gọi là quấy rối tình dục đó hiểu chưa? Trương Đại Quan Nhân nói, tôi không quấy rầy cô nữa. Bỏ cái tay anh ra. Trương Đại Quan Nhân vội vàng bỏ tay ra. Tang Bối Bối lúc này mới một lần nữa làm việc, cô ta nói khẽ, tự dưng sao lại muốn điều tra Nguyên Hòa Chân Dương. Trương Dương nói, xảy ra chút chuyện, trên người Nguyên Hòa Hạnh Tử tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Tang Bối Bối cười nhạt, biết anh chưa từ bỏ ý định mà, lần trước anh không phải đã trộm cả băng vệ sinh của người ta rồi ư, đối chiếu nhiễm sắc thể cũng làm rồi, căn bản không phải là cùng một người. Anh còn dây dưa trong chuyện này nữa làm gì, tôi thấy người có vấn đề không phải là Nguyên Hòa Hạnh Tử mà là anh. Trương Đại Quan Nhân bị những lời này của Tang Bối Bối nói cho ngây cả người, hơn nửa ngày sau vẫn không nói được gì. Tang Bối Bối tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút nặng lời, cũng không nhẫn tâm nói tiếp, lúc này cô ta lại có phát hiện, Trương Dương, anh đoán xem tôi nhìn thấy gì. Trương Dương ghé tới trước. Tang Bối Bối có chút kích động chỉ vào màn hình máy tính, Tiêu Quốc Thành không ngờ xuất hiện trên lễ tang của Nguyên Hòa Chân Dương. Đây là một tấm hiện trường lễ tang, Trương Đại Quan Nhân quả nhiên từ bên trong tìm được mặt của Tiêu Quốc Thành, Trương Dương nói Tiêu Quốc Thành và tập đoàn Nguyên Hòa sớm đã có quan hệ hợp tác, cho nên hắn xuất hiện trong lễ tang của Nguyên Hòa Chân Dương cũng không kỳ quái. Trương Đại Quan Nhân ngoài miệng thì nói không kỳ quái, nhưng trong lòng lại rất nghi ngờ. Từ việc Tiêu Quốc Thành xuất hiện trên lễ tang của Nguyên Hòa Chân Dương, có thể cho thấy quan hệ của hắn và Nguyên Hòa Chân Dương chắc không tồi, nhưng trước đó hắn vẫn một mực phủ nhận với mình là hắn và tập đoàn Nguyên Hòa có liên hệ chặt chẽ, chỉ nói chuyện Cảng Phước Long là một lần hợp tác bình thường. Tang Bối Bối nói, tham dự lễ tang thì không kỳ quái. Nhưng giữa Nguyên Hòa Chân Dương, Võ Trực Chính Giã, Tiêu Quốc Thành bọn họ có phải có liên hệ hay không? Cô ta nói xong thì cũng gật đầu, tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ cũng có lúc chạm mặt, chúng ta có thể đưa ra một giả thiết thế này. Võ Trực Chính Giã và Tiêu Quốc Thành quen nhau, Tiêu Quốc Thành một tay dẫn tập đoàn Nguyên Hòa tới Tân Hải, giữa ba người bọn họ có quan hệ lợi ích nào đó không muốn người ta biết. Trương Dương nói, cô không phải vẫn luôn nói Võ Trực Chính Giã là khoác da dê quan ngoại giao, trên thực tế là một con cáo hoạt động gián điệp ư. Nếu suy đoán của cô được thành lập, như vậy Tiêu Quốc Thành có phải cũng có hiểm nghi hay không? Tang Bối Bối nói, quả thực có loại khả năng này, Trương Bích Quân, Võ Trực Chính Giã, Nghiêm Quốc Chiêu những người này có liên hệ, như vậy Tiêu Quốc Thành có biết Trương Bích Quân hay không? Trương Đại Quan Nhân được cô ta nhắc nhở, bất giác nhíu mày, hắn nói khẽ cô đã bỏ qua một nhân vật mấu chốt rồi. Tang Bối Bối nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, Tiết Thế Luân. Tang Bối Bối nói, giữa những người này có phải tồn tại liên hệ tồn tại hay không? Trương Dương nói, nếu thực sự có liên hệ, như vậy tấm lưới này rất đáng sợ. Tang Bối Bối nói, mặc kệ tấm lưới này lớn bao nhiêu, tôi cũng phải điều tra rõ, tôi nhất định phải đưa Trương Bích Quân ra đền tội trước pháp luật. Trương Đại Quan Nhân một lần nữa đi tới trước kính viễn vọng, thông qua kính viễn vọng nhìn thấy Viên Hiếu Thương xuất hiện trong văn phòng, hắn đang tiếp đãi khách nhân. Trương Đại Quan Nhân khi nhìn thấy vị khách nhân đó thì bất giác ngẩn ra, hắn vạn lần không ngờ khách nhân Viên Hiếu Thương đang tiếp đãi là An Đức Uyên. Tang Bối Bối cũng đi tới, Trương Dương đưa kính viễn vọng cho cô ta, nói khẽ, gần đây là sao vậy? Sao những nhân vật khắp nơi tất cả đều hóa trang lên sân khấu, tụ hội ở Bắc Cảng? Chương 2256, điểm đáng ngờ thoáng hiện 3. Tang Bối Bối nói, có phải vì anh mà tới hay không? Trương Dương lắc đầu nói, tôi vẫn có chút tự hiểu lấy mình, tôi không có mị lực lớn như vậy. Kỳ quái, không nghe nói An Đức Uyên và Viên Hiếu Thương có quan hệ gì. Tang Bối Bối nói, An Đức Uyên cũng không phải là người tốt, hắn chính là lão đại xã hội đen. Trương Dương nói, đừng dùng ánh mắt cũ để nhìn người, hiện tại người ta đã trậu vàng rửa tay, còn là minh hữu của nghị sĩ Hồng Ân Chính, nếu Hồng Ân Chính năm sau có thể được trúng cử làm tổng thống, như vậy An Đức Uyên chính là công thần lớn nhất. Tang Bối Bối nói, hắc chính là hắc,
chậu vàng rửa tay cũng không xóa được những tội nghiệt hắn gây ra trước đây. Trương Đại Quan Nhân nói, thú vị thật, Tín Nghĩa Xã của Đài Loan, gia tộc Nguyên Hòa của Nhật Bản, tính cả đám tội phạm bản địa, tất cả chạm trán nhau cùng một chỗ, đám người này rốt cuộc là có âm mưu gì? Hắn nói với Tang Bối Bối, có gắn máy nghe trộm trong phòng của Viên Hiếu Thương không? Tang Bối Bối lắc đầu nói, vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Trương Dương nói, tôi tự mình đi một chuyến, xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Tang Bối Bối nói, cứ như vậy tùy tiện đăng môn bái phỏng ư. Trương Đại Quan Nhân nói, cán bộ đảng chúng tôi trước giờ đều là quang minh chính đại đường đường chính chính, cô cho rằng đều giống như cô, trốn đông trốn tây trộm đồ ư. Tang Bối Bối đang muốn cãi lại hắn hai câu thì Trương Đại Quan Nhân đã đi mất rồi. Trương Dương cũng không phải chỉ nói miệng, hắn trực tiếp tới khách sạn Vương Miện. Viên Hiếu Thương nghe nói Trương Dương tới chơi thì cũng có chút ngạc nhiên, trước đó Trương Dương không hề thông báo trước, hơn nữa hiện tại Viên gia đang đứng ở trong thời kỳ sóng gió, mà Thường ủy Thị ủy Bắc Cảng mới được chọn như Trương Dương, lại đã chính thức đăng ký kết hôn với con gái bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh, sau khi gặp gỡ bất ngờ ở Bạch Đảo, đề nghị của Viên Hiếu Thương bị Trương Dương cự tuyệt, hắn vốn cho rằng Trương Dương sẽ xa lánh mình. Nhưng không ngờ Trương Dương lại chủ động đăng môn. Viên Hiếu Thương nhìn khách quý An Đức Uyên trong phòng. An Đức Uyên không biết là Trương Dương tới chơi, hắn mỉm cười nói, Viên tiên sinh không ngại thì cân nhắc một chút điều kiện của tôi nhé, anh có việc thì tôi đi trước. Viên Hiếu Thương đứng dậy tiến, vừa mở cửa phòng thì An Đức Uyên và Trương Dương không hẹn mà gặp, hắn có chút kinh hỉ nói, Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cố ý giả bộ kinh hỉ vạn phần, An tiên sinh, ngài đến Bắc Cảng lúc nào vậy? An Đức Uyên vẫn là bộ dạng bất cẩu ngôn tiếu đó, vẫn là mái tóc bạch kim có tính dấu hiệu, giọng nói của hắn trầm thấp tràn ngập lực độ, buổi sáng hôm nay. Trương Dương nói, giờ lại đi đấy à? An Đức Uyên đương nhiên hiểu rõ điều mà Trương Dương muốn hỏi không phải là hắn hiện tại rời khỏi Bắc Cảng à, hắn lạnh lùng nói chuyện bàn xong rồi. Phía sau vang lên giọng nói của Viên Hiếu Thương, An tiên sinh, tối nay tôi mở tiệc ở Vương Miện, đón gió tẩy trần cho ngài, mong rằng ngài nể mặt. An Đức Uyên gật đầu nói, tôi còn có việc phải làm, buổi tối nhất định sẽ có mặt. Hắn gật đầu ra hiệu chào Trương Dương rồi rời khỏi. Viên Hiếu Thương tới trước mặt Trương Dương, nhìn bóng dáng đã đi xa của An Đức Uyên, bí thư Trương quen hắn à? Trương Dương cười cười, không hề lập tức trả lời câu hỏi của Viên Hiếu Thương, vào phòng ngồi xuống rồi mới, An Đức Uyên, lão đại của Tín Nghĩa Xã Đoàn Đài Loan, con trai của nhân sĩ ái quốc nổi tiếng Hong Kong An Chí Viễn lão tiên sinh. Viên Hiếu Thương nói, tôi từng nghe nói một số việc về hắn, người này là nhân vật truyền kỳ, Tín Nghĩa Xã ở Đài Loan rất một trong những xã đoàn rất có thực lực, có điều hắn đầu năm đã chính thức tuyên bố chậu vàng rửa tay, rời khỏi xã đoàn rồi. Trương Dương tiếp lấy chén trà Viên Hiếu Thương đưa, uống một ngụm trà rồi nói, hắn đang ủng hộ nghị sĩ Hồng Ân Chính tranh cử, bởi vì bối cảnh xã hội đen của hắn, đã mang đến rất nhiều bất lợi cho Hồng Ân Chính, cho nên hắn đang cố gắng làm sạch mình, chậu vàng rửa tay. Thứ này nếu thực sự có sức hút thúc, Vưu Tuấn Đạt trong tùy đường diễn nghĩa cũng sẽ không liên hợp với Trình Giảo Kim cướp Hoàng Giang. Viên Hiếu Thương cười một tiếng, không đợi Trương Dương hỏi hắn đã nói ra mục đích lần này tới đây của An Đức Uyên, hắn lần này tới đây là muốn thu mua nghiệp của tôi. Trương Dương hơi ngẩn ra. Viên Hiếu Thương nói, trong tay tôi có hai bến tàu, bốn nơi để hàng, còn có kho lạnh, khách sạn, gần đây đang chuẩn bị chuyển nhượng, hắn không biết vì sao nghe được tin tức. Đặc biệt tới đây bàn trực tiếp với tôi. Trương Dương nhìn Viên Hiếu Thương, hồi lâu vẫn không nói gì. Viên Hiếu Thương nói, có phải có chuyện muốn hỏi tôi hay không? Trương Dương nói, vốn có một số lời muốn hỏi, nhưng hiện tại bỗng nhiên lại không muốn nói nữa. Viên Hiếu Thương nói, giao tiếp với đám quan viên các anh thật là không dễ dàng, nói chuyện luôn thích quanh co lòng vòng, khiến cho người ta tốn sức cân nhắc. Trương Dương nói, kết thúc sản nghiệp ở Bắc Cảng là định rời khỏi. Hay là định an bài hết tất cả, toàn lực đánh cược một lần. Viên Hiếu Thương hai mắt sáng ngời, Trương Dương hiển nhiên động cơ của đoán được. Viên Hiếu Thương nói, tôi còn có vợ con, nếu có một ngày tôi thực sự xảy ra chuyện gì, tôi muốn bảo đảm bọn họ sau này không phải lo cơm ăn áo mặc, làm người dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo một chút, anh thấy có đúng không? Trương Dương nói, anh quả nhiên không phải người dễ dàng từ bỏ. Viên Hiếu Thương nói, tôi cũng không rõ anh thấy tôi thế nào. Trương Dương nhìn Viên Hiếu Thương rồi nói, có ý gì? Viên Hiếu Thương nói, trong mắt anh, tôi là người tốt hay là người xấu? Trương Dương nói, nhân tính rất phức tạp, rất khó dùng tốt hoặc xấu để đánh giá, tôi biết là một người chồng tốt, một người cha tốt,
cũng là hảo huynh đệ của Viên Cục bọn họ. Viên Hiếu Thương nói, đã làm chuyện xấu. Trương Dương nói, thật sự là như vậy thì anh nên tới cục cảnh sát tự thú. Viên Hiếu Thương nói, không thể ra không thể xảy ra chuyện, ít nhất là hiện tại, tôi muốn an bài xong cuộc sống của người nhà, tôi còn muốn báo thù cho huynh đệ của tôi. Hắn nhìn Trương Dương với ánh mắt chân thành, anh trong lòng anh, chúng ta có được tính là bằng hữu hay không? Trương Dương nói, hai chữ bằng hữu này rất nặng, có nghĩa là phải tín nhiệm nhau, có nghĩa là có thể vượt lửa quá sông vì đối phương. Viên Hiếu Thương nói, anh không cần trả lời tôi thì muốn nói với anh rằng, trong lòng tôi đã coi anh là bằng hữu. Trương Dương nói, bởi vì tôi đã cứu con của anh. Viên Hiếu Thương nói, tôi dám khẳng định người đứng sau lưng Hạng Thành chính là Tiết Thế Luân. Trương Dương chậm rãi buông chén trà, nói, ở quốc gia chúng ta, có một số việc phải chú ý tới chứng cớ. Viên Hiếu Thương gật đầu, tôi minh bạch, dục gia chi tội chỉ áp dụng cho sự chèn ép của thượng vị giả đối với hạ vị giả. Khi một người có quyền lực và địa vị mà anh không thể với tới, anh cho dù có chứng cớ thì anh cũng không thể đưa hắn ra trước pháp luật. Trương Dương nói, đừng vũ nhục pháp luật của chúng ta, nếu anh có chứng cớ, bất kỳ ai chúng ta cũng đều có thể đưa hắn vào tù. Thì có thể làm gì? Viên Hiếu Thương giận dữ đứng dậy, hắn đi lại lại trong phòng rồi nói khẽ, lúc trước anh lợi dụng chuyện của Tang Bối Bối, trói tôi và Trần Cương lên cùng một chiếc thuyền, mục đích có phải là muốn từ chỗ chúng tôi có được một số manh mối hữu dụng hay không? Trương đại quan nhân lúc này đã không cần thiết phải giấu giếm, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Viên Hiếu Thương, nói bất kể là Trần Cương hay là tôi, nội tình chúng tôi biết đều rất hữu hạn. Trương Dương nói, Trần Cương thân là bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng, biết pháp còn phạm pháp, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, khách sạn Vương Miện này của anh cũng không sạch sẽ gì, anh dám nói Thiên Nhai không có bất kỳ liên quan gì tới anh hay không? Viên Hiếu Thương vẻ mặt phức tạp nhìn Trương Dương. Trong lòng hắn minh bạch giữa hai người cuối cùng cũng đến lúc ngả bài. Trương Dương nói, thật ra rất nhiều người đều biết rồi, Tổng Giám đốc của Thiên Nhai tuy rằng là Trần Thanh Hồng, nhưng ông chủ thực sự chính là anh, Thiên Nhai là địa phương nào thì anh biết rõ hơn bất kỳ ai, tàng ô nạp cấu, lợi dụng gái tiếp rượu trong Thiên Nhai để lôi kéo một số lớn cán bộ trong thể chế Bắc Cảng, Thiên Nhai mở lâu như vậy mà có thể không xảy ra chuyện, tất cả phải dựa vì ông anh trai là cục trưởng công an của anh. Phản ứng của Viên Hiếu Thương vô cùng bình tĩnh, anh có chứng cớ không? Bất kỳ trình tự nào cũng có thể chứng minh cho tôi, Vương Nguyện và Thiên Nhai chính là quan hệ người cho thuê và người thuê, tôi cho Trần Thanh Hồng thuê đất. Trừ cái này ra thì chúng tôi không có bất kỳ liên quan gì. Trương Dương nói, còn nhớ Hưng Long Hiệu không? Nhị ca anh Viên Hiếu Nông năm đó cũng lợi dụng thủ pháp như vậy, đăng ký quyền sở hữu của Hưng Long Hiệu với tên của thuộc hạ, nếu một khi xảy ra vấn đề, cùng lắm thì tổn thất ít tiền. Có thể đổ hết tội danh cho tên pháp nhân kia, thủ pháp làm việc của huynh đệ các anh rất giống nhau, đều lợi dụng biện pháp này để nhở như ngoài vòng pháp luật, trên ý nghĩa nào đó thì cũng chính là mua bảo hiểm cho mình. Viên Hiếu Thương nói, anh là cán bộ quốc gia, chuyện không có chứng cứ thì trăm ngàn lần không thể nói lung tung. Trương Dương nói, từ chuyện của Hưng Long Hiệu tôi đã bắt đầu nhìn ra huynh đệ các anh đều có vấn đề. Vậy lúc trước vì sao không bắt tất cả chúng tôi? Là không có chứng cớ hay là muốn thả dây dài câu cá lớn? Trương đại quan nhân thở dài nói, cá lớn ư, bên trong huynh đệ các anh có thể được coi là cá lớn chính là đại ca của anh, không phải tôi muốn sát muối lên vết thương lòng của anh, nhưng anh nghĩ lại đi, đại ca anh, nhị ca anh vì sao mà chết? Nếu lúc trước bọn họ không làm việc gì sai trái, sao lại trở thành đối tượng mưu sát của người khác? Viên Hiếu Thương hiển nhiên bị những lời này của Trương Dương kích thích, hắn tức giận nói, đủ rồi. Chương 2257, không có đúng sai, 1. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, tôi sở dĩ tới tìm anh, không phải bởi vì anh có giá trị lợi dụng gì với tôi, mà trong anh vẫn còn có chút tâm huyết. Viên Hiếu Thương, các huynh đệ anh đã làm nhiều chuyện sai, vì sao muốn kiên trì, muốn tiếp tục phạm sai lầm, những lời tôi nói vừa rồi, quả thực không có bất kỳ chứng cứ gì, không ai có thể chỉ tội anh, vì sao anh không nhân lúc hành vi phạm tội của mình chưa bại lộ mà rời khỏi Bắc Cảng đi. Trương Dương nói xong, nhìn văn phòng của Viên Hiếu Thương, nói kết thúc tất cả sự nghiệp ở Bắc Cảng, anh là định từ nay về sau thu tay, cùng vợ con sống yên ổn nốt quãng đời còn lại ư. Trương Dương lắc đầu, đây không phải là tính cách của anh, Viên Hiếu Thương, anh muốn báo thù, trước khi muốn báo thù an bài tốt tất cả mọi việc. Viên Hiếu Thương bật cười ha ha, anh muốn lợi dụng tôi. Trương Dương thở dài, thật ra anh đối với tôi không hề có giá trị lợi dụng quá lớn. Cho dù tất cả những chuyện này đều là Tiết Thế Luân ra, anh cũng không có năng lực đối phó hắn.
Viên Hiếu Thương nói, Bắc Cảng là một mỏ vàng, có người từ nơi này đạt được lợi ích cuồn cuộn không ngừng, Hạng Thành chỉ là một chủ thầu phụ trách quản lý mỏ vàng, anh cho rằng chủ thầu chết thì ông chủ sẽ triệt để vứt bỏ mỏ vàng trên ư. Hắn lắc đầu, không, tôi tin hắn không bao lâu nữa sẽ quay lại dây, bởi vì nơi này sẽ quá nhiều lợi ích đối với hắn. Trương Dương nói khẽ, Bắc Cảng trong mắt anh thì rất lớn, nhưng trong mắt có một số người thì lại rất nhỏ, ngay cả Hạng Thành cũng có thể hy sinh một Bắc Cảng thì có là gì? Viên Hiếu Thương nói, ở Bắc Cảng người có vấn đề không chỉ có mỗi Hạng Thành. Trương Dương nội tâm chấn động, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Viên Hiếu Thương. Viên Hiếu Thương nói, tôi muốn tra ra hung phạm đã sát hại đại ca và nhị ca tôi muốn kẻ này phải nợ máu trả bằng máu. Hắn vươn tay về phía Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Trương Dương nói, có nghĩ tới kết cục cuối cùng của anh hay không? Viên Hiếu Thương mím môi, điều này khiến cho vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị hơn, chết cũng không tiếc. Những lời này của hắn đã đả động Trương Dương cuối cùng cũng vươn tay ra bắt tay hắn, tử vong chưa chắc đã là biện pháp giải thoát tất cả. Viên Hiếu Thương nói khẽ, trên tay tôi có rất nhiều băng và ghi âm của các đồng chí Bắc Cảng, chỉ cần tôi để lộ ra một chút thôi là Bắc Cảng sẽ loạn thành một đống. Trương Đại Quan Nhân không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này, thiên nhai ở Bắc Cảng tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ sau khi Văn Hạo Nam đến đảm nhiệm chức cục trưởng công an mới bị ngừng kinh doanh, trong thời gian này có không biết bao nhiêu cán bộ tới chơi. Ngay cả hắn cũng đã tới nhiều lần, có điều Trương Đại Quan Nhân xuất hiện là để câu cá, chứ không phải để tầm hoa vấn liễu. Trương Dương nói, hiện tại Bắc Cảng đang cần sự ổn định. Viên Hiếu Thương nói, tôi chỉ là muốn thể hiện ra giá trị của tôi đối với anh thôi, về phần có đem mấy thứ này giao cho anh hay không thì tôi vẫn chưa hạ quyết định. Trương Dương nói, anh đã sớm Hạng Thành có vấn đề. Viên Hiếu Thương lắc đầu nói, người này rất thâm, hắn làm việc, chưa chắc đã tự mình đi làm. Đối với tôi mà nói, chưa thế nào tiếp xúc được với hắn. Trương Dương nói, có nghĩ tới vì sao có người muốn giết đại ca anh hay không, đại ca anh rốt cuộc biết được bí mật gì. Viên Hiếu Thương vẫn lắc đầu. Trương Dương nói, theo tôi thấy, chuyện đại ca anh biết chưa chắc đã nói với các anh, biết càng nhiều thì bản thân lại càng nguy hiểm, hắn bị điều tới Đông Giang, nguyên nhân chân chính là tỉnh lý đã nghi ngờ hắn, chứ không phải đơn thuần vì để nhường đường cho Văn Hạo Nam. Viên Hiếu Thương nói, tôi biết. Trương Dương nói, lúc trước huynh đệ Đinh Gia chết, Đinh Lâm hướng đầu mâu về phía nhà các anh, hiện tại anh có thể nói cho tôi biết, chuyện này có liên quan tới các anh hay không? Viên Hiếu Thương nói, Đinh Lâm chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, cô ta hướng đầu mâu về phía chúng tôi căn bản là không hề có đạo lý. Trương Dương nói, cũng không hẳn vậy, ngoại giới có lời đồn, anh có nghe nói không, ở vùng Bắc Cảng, làm nghề buôn lậu có hai đại gia tộc, một là huynh đệ Đinh Gia, còn lại chính là nhà các anh. Viên Hiếu Thương cười lạnh nói, đúng là lắm điều. Trương Dương nói, tin đồn vô căn cứ chưa chắc đã không có nguyên do, anh dám nói huynh đệ các anh chưa bao giờ làm hoạt động phi pháp không? Nếu lúc trước tôi đối với Hưng Long Hiệu truy cứu tới cùng thì sao? Nhị ca anh qua đời cũng được một đoạn thời gian rồi, chúng ta cũng không ngại nhắc lại chuyện xưa, chiếc Mercedes Kiều Mộng Viện mất vì sao xuất hiện trên Hưng Long Hiệu. Rượu vang buôn lậu giá trị 500 vạn trên thuyền giải thích ra sao? Các anh ném ra người chịu tội thay thì cho rằng có thể qua được ư? Viên Hiếu Thương nhìn Trương Dương, không nói gì. Trương Dương nói, đừng tìm tôi đòi chứng cớ, tôi nếu nói chuyện công bằng với anh thì sẽ không nghĩ tới chứng cớ. Viên Hiếu Thương nói, anh cũng như người khác, cho rằng huynh đệ chúng tôi bởi vì lợi ích mà xuống giết huynh đệ Đinh Gia ư? Trương Dương nói, hai hổ đánh nhau, tất có một con bị thương, lúc ấy tôi quả thực từng nghĩ như vậy, nhưng chuyện trôi qua lâu như vậy rồi, tôi ngẫm lại. Bất kể Đinh Gia hay là huynh đệ các anh thì cũng không hề có được lợi gì trong đây. Viên Hiếu Thương vẻ mặt chán nản, Trương Dương nói không sai, hai nhà bọn họ chẳng những không có được lợi ích gì, ngược lại tổn thương thảm trọng, sau khi huynh đệ Đinh Gia mất, lại trải qua sự báo thù của Phan Dũng, chỉ còn lại Đinh Lâm, có nghĩa là Đinh Gia đã triệt để suy tàn, mà Viên Gia bọn họ, đầu tiên là nhị ca bị giết, sau đó là đại ca lại bị người ta mưu sát ở Đông Giang, hiện tại việc kinh doanh của gia tộc bọn họ đã bị cảnh sát theo dõi. Chỉ cần hắn có bất kỳ một cái bím tóc nào bị cảnh sát tóm lấy. Chỉ sợ cái trời đợi hắn chính là vận mệnh bị nhốt vào nhà tù. Viên Hiếu Thương đã cân nhắc tới kết quả xấu, cho dù chết, cũng phải lấy lại công đạo cho hai người anh trai đã chết. Viên Hiếu Thương nói, hiện tại nghĩ lại, có người ở đang cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa hai nhà chúng tôi. Trương Dương nói, Tiết Thế Luân thì sao? Nếu đúng như những lời vừa rồi anh nói,
Tiết Thế Luân có lợi ích quan trọng ở Bắc Cảng, như vậy hắn quấy đục nước ao Bắc Cảng này, kích động Đinh gia nội đấu với nhà các anh thì được gì? Hấp dẫn sự chú ý của khắp nơi, khiến Bắc Cảng trở thành tiêu điểm, đối với hắn thì có lợi ích gì? Viên Hiếu Thương nói khẽ, cái này tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Trương Dương nói, đại ca anh và Hạng Thành qua đời cùng một ngày, Hạng Thành là tự sát, mà đại ca anh thì là bị giết, giữa bọn họ có quan hệ lợi ích hay không? Viên Hiếu Thương lắc đầu, tôi thật sự không biết, có lẽ là lo Trương Dương không tin mình, hắn lại nói tiếp, tôi tuyệt không nói dối dù là nửa câu, đại ca của tôi và Hạng Thành ngoài mặt thì không thân nhau, hắn trước đây thân với Trần Cương hơn. Trương Dương nói, chết cùng vào một buổi tối, hơn nữa không phải ở cùng một địa điểm, chuyện này sẽ không thể trùng hợp như vậy. Viên Hiếu Thương cắn cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm, người có quan hệ tốt nhất với đại ca của tôi là Tào Hướng Đông. Tào Hướng Đông, chẳng phải là phó thị trưởng thường vụ năm đó được điều đi khỏi Bắc Cảng ư? Hiện giờ Tào Hướng Đông vẫn đang ở Giang Thành, sau khi Đỗ Thiên Dã đi, Tả Viên Chiêu trở thành bí thư thị ủy Bắc Cảng, Tào Hướng Đông đương nhiên thay Tả Viên Chiêu trở thành đại thị trưởng Bắc Cảng, Trương đại quan nhân không xa lạ gì với hắn, lúc trước khi hắn tới Bắc Cảng còn đặc biệt thỉnh giáo Tào Hướng Đông, để có được thiện cảm của Tào Hướng Đông, hắn còn đặc biệt chữa bệnh cho cha của Tào Hướng Đông, giải trừ ngoan tật đã khốn nhiễu ông ta bấy lâu, mà đổi lấy được thì lại là những lời dè dặt của Tào Hướng Đông. Trương đại quan nhân đối với việc này vẫn luôn có khúc mắc. Viên Hiếu Thương nói, trong thể chế Bắc Cảng, không mấy ai sạch sẽ cả. Trương Dương nói, Tào Hướng Đông này rất lõa luyện, muốn cậy ra được gì từ trong miệng hắn là rất khó, hắn còn nợ tôi một nhân tình rất lớn, nhưng lại không hề có hồi báo xứng đáng cho tôi. Viên Hiếu Thương nói, không phải mỗi ai cũng biết tri ân báo đáp, muốn hắn thành thật, muốn hắn nói thật thì nhất định phải khiến hắn sợ anh. Trương Dương nói, anh có biện pháp đối phó với hắn không? Viên Hiếu Thương nói, hắn có tình nhân tên là Lý Hân, đã sinh cho hắn một đứa con, hiện tại hai mẹ con này đều định cư ở New Zealand, chỉ bằng vào chút tiền lương của Tào Hướng Đông thì không thể làm được chuyện này. Trương Dương nói khẽ, anh cho hắn tiền ư? Viên Hiếu Thương lắc đầu, tôi và hắn không có quan hệ gì, nhưng quan hệ giữa hắn và đại ca của tôi rất tốt, song quan hệ giữa bọn họ tôi lại không được biết nhiều, đó là bởi vì đại ca của tôi lo lắng có một ngày xảy ra chuyện rồi, coi hắn là một tấm vương bài dự trữ, đáng tiếc. Viên Hiếu Thương thở dài, các tới lúc đại ca bị hại, cũng chưa hề dùng tới cái gọi là vương bài này. Trương Dương nói, Tào Hướng Đông để tôi đối phó. Viên Hiếu Thương nói, quan hệ giữa chúng ta không thể để quá nhiều người biết. Sau khi tất cả sản nghiệp trong tay tôi được chuyển nhượng, tôi sẽ rời khỏi trong nước một đoạn thời gian. Trương Dương nói, anh thực sự định kết thúc tất cả ở nơi này ư? Viên Hiếu Thương nói, đương nhiên phải kết thúc rồi, đại ca của tôi đã chết, tôi còn giữ lại mấy thứ này làm gì? Trương Dương nói, có chuyện tôi nghĩ không thông, vì sao anh muốn chuyển nhượng sản nghiệp cho An Đức Huyên? Viên Hiếu Thương nói, xem ra có rất nhiều chuyện anh không rõ rồi, An Đạt Văn. Con trai của An Đức Huyên và Tiết Thế Luân có quan hệ làm ăn. Chương 2258, không có đúng sai, 2. Trương Dương nói, anh hoài nghi bọn họ là một bọn. Viên Hiếu Thương nói khẽ, tôi không thể nói quá nhiều, tôi chỉ tìm được một số dấu vết, muốn tìm hiểu một người, phải từng bước tiếp cận hắn, phải không nào? Cho dù An Đức Huyên là một lão hổ thì hắn cũng có khuyết điểm, cho dù tôi tạm thời rời khỏi Bắc Cảng vẫn là địa bàn của tôi, mấy chục năm nay. Huynh đệ chúng tôi đã đổ bao nhiêu máu và mồ hôi trên mảnh đất này, mới có được gia nghiệp hôm nay, trừ khi tôi chủ động vứt bỏ thì không ai đoạt đi được cả. Trương Dương nhìn Viên Hiếu Thương rồi nói, nếu này lời đồn là thật, anh có áy náy hay không? Chuyện mà hắn nói là chuyện huynh đệ Viên gia có liên quan tới buôn lậu. Viên Hiếu Thương mỉm cười nói, tôi đời này đã không thể làm lại, nhưng con tôi thì có thể, cho dù tôi có làm sai thì tôi có thể dùng máu tươi và sinh mệnh của tôi để bồi thường cho quốc gia này. Tôi nên báo thù cho hai người anh trai của tôi muốn để con cháu của Viên gia chúng tôi nhìn thấy, Viên Hiếu Thương tôi tuyệt đối không phải là một kẻ hèn nhát. Trương Dương đối với Viên Hiếu Thương vẫn luôn không có ác cảm gì, nói chính xác thì hắn vẫn rất có thiện cảm đối với Viên Hiếu Thương, tuy rằng biết Viên Hiếu Thương có tương quan chặt chẽ với phạm tội buôn lậu ở Bắc Cảng, nhưng con người của Viên Hiếu Thương ở trong mắt hắn vẫn rất không tồi. Đúng như những lời hắn nói, con người rất phức tạp, rất khó tốt xấu hiền ác để cân nhắc. Trương Dương nói, An Đức Huyên cũng không đơn giản, khi hắn còn trẻ tuổi hai bàn tay trắng rời khỏi Hong Kong, sau khi tới Đài Loan, có thể trong hơn 10 năm thời gian đánh ra một mảng thiên hạ, thành lập Tín Nghĩa Xã, đủ để chứng minh năng lực của hắn, bảo hộ Lột Gia không phải là chuyện dễ dàng,
cẩn thận không lại bị lão hổ cắn trả. Viên Hiếu Thương mỉm cười nói, không phải ai cũng có năng lực mãnh long quá giang, cho dù hắn con hổ phương Nam hắn có giữ cỡ nào, tới Bắc Cảng thì chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi khí hậu. An Đức Huyên quả nhiên tuân thủ lời hứa, tối hôm đó đúng giờ xuất hiện ở khách sạn Vương Miện. Viên Hiếu Thương làm chủ, Trương Dương cũng tham dự tiệc tối tới, tiệc tối chỉ dành cho ba người. An Đức Huyên làm việc không thích lằng nhằng, sau ba chén rượu vào bụng, hắn nói với Viên Hiếu Thương, điều kiện của anh tôi đã cân nhắc kỹ rồi, nếu giảm giá chút trên cơ sở hiện có, nếu anh đồng ý thì chúng ta tối nay có thể ký hiệp nghị chuyển nhượng ngay, buổi sáng ngày mai tôi sẽ cho người gửi tiền vào tài khoản của anh. Trương Dương mỉm cười nhìn hai người, không ngờ An Đức Huyên lại ở ngay trước mặt mình bàn về sinh ý. Viên Hiếu Thương nói, An tiên sinh là người thống khoái. Anh đã nói trực tiếp như vậy, thì tôi cũng thống khoái, giảm 9%, nếu thiếu một phần thì chúng ta uống xong bữa rượu này rồi đường ai người nấy đi. An Đức Huyên cầm rượu lên, mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Hắn chủ động chạm cốc với Viên Hiếu Thương, hai người uống cạn rượu trong chén. Trương đại quan nhân cầm chén của mình lên, mỉm cười nói, tôi cảm giác mình giống như là một cái bóng đen vậy nhỉ. Viên Hiếu Thương và An Đức Huyên đều bật cười, An Đức Huyên nói, Trương Dương, anh ở đây vừa hay làm người chứng kiến. Trương Dương nói, tôi cũng chúc cho An tiên sinh đầu tư ở Bắc Cảng thành công. Tiệc tối kéo dài không lâu, có lẽ bởi vì chuyện nên bàn đã bàn xong, hoặc là bởi vì bản thân An Đức Huyên chính là người kiệm chữ như vàng, cho nên không khí trong bữa tiệc không được nhiệt liệt, rất nhanh An Đức Huyên liền đề xuất cáo từ. Trương đại quan nhân cũng lựa chọn đi cùng lúc với hắn. Ra tới bãi đỗ xe dưới đất của khách sạn Vương Miện, An Đức Huyên dừng chân, nói với Trương Dương, gần đây có tin tức của tiểu yêu không? Trương đại quan nhân không ngờ An Đức Huyên đột nhiên hỏi về An Ngữ Thần, hắn giả vờ kinh ngạc nói, rất lâu rồi không liên lạc với cô ta, anh nếu không nhắc tới thì tôi cơ hồ quên cả cô ta rồi. Những lời này của Trương đại quan nhân dối trá tới đến cực điểm, hắn làm sao mà quên được, tình ý gắn bó sinh tử, huống chi bọn họ đã có kết tinh của tình yêu. Kể ra thì Trương đại quan nhân cũng có thể gọi An Đức Huyên một tiếng chú. Nhưng từ sau khi An Đạt Văn tiếp quản thế kỷ An Thái, hắn lợi dụng thủ đoạn lừa gạt, gạt bỏ An Ngữ Thần ra khỏi An gia, Trương đại quan nhân đã sinh ra phản cảm với An Đạt Văn, bởi vì An Đạt Văn tiện thể ghét luôn cả An Đức Huyên cha hắn, huống chi, gần đây hắn phát hiện An Đức Huyên và Tiết Thế Luân có thể có quan hệ, Trương đại quan nhân càng cảnh giác hơn đối với hai cha con nhà này. An Đức Huyên thở dài, không biết nó đã khỏi bệnh chưa? Trương Dương nói, tôi cũng không rõ lắm, cô ta trời sinh tuyệt, nhưng tính tình lại háo thắng, không biết tình trạng hiện tại thế nào rồi. Trên mặt cố nặn ra vẻ mặt buồn bã. An Đức Huyên nói, tôi cũng rất lâu rồi chưa gặp nó, An gia chỉ có một đứa con gái này, không ngờ vận mệnh của nó lại bất hạnh. Như vậy trong ngôn ngữ lộ ra vài phần buồn bã. Trương đại quan nhân lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hắn. Không biết trong lòng An Đức Huyên rốt cuộc có được mấy phần chân thành. Hắn nói khẽ, An tiên sinh gần đây liên tục có động tác trong nước, chẳng lẽ chuẩn bị chuyển rời trọng tâm sinh ý tới nội địa ư? An Đức Huyên nói, quả thực là có ý muốn này, tôi ở Hong Kong có án, người Đài Loan thì nói tôi là, tuy rằng tôi đã trậu vàng rửa tay, nhưng người khác lại không thấy như vậy, cho rằng An Đức Huyên tôi thủy chung vẫn là hắc, trước đây tôi không rõ, vì sao cha tôi lại cứ khăng khăng đòi về nước, về quê hương. Hiện tại tôi chút minh bạch rồi. Trương Dương nói, minh bạch gì? An Đức Huyên nói, lá dụng về cội, tất nhiên là một nguyên nhân trong số đó, có một nguyên nhân rất quan trọng là, bất kể chúng tôi làm gì, người khác luôn vẫn dùng kính màu để nhìn chúng tôi, điều này đối với An gia chúng tôi mà nói thì thủy chung là một loại vũ nhục. Hắn tạm dừng một chút rồi nói khẽ, ở nội địa chúng tôi cảm thấy được sự tôn trọng đã mất từ lâu. Trương Dương nói, ở Hong Kong, đa số người cũng rất tôn trọng An gia. An Đức Huyên cười ha ha, nói, không phải tôn trọng, mà là bọn họ sợ. Nói xong câu đó hắn đi vào ô tô của mình. Trương đại quan nhân cũng lên xe, lái xe của hắn ra ngoài, vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại của Tang Bối Bối. Alo, anh ăn uống no đủ chưa? Trương đại quan nhân cười nói, bữa cơm tối nay cũng tính là phong phú. Anh thì ăn uống sướng rồi, tôi thì vẫn đang đói đây này. Trương Dương nói, tôi nhớ rõ trong phòng cô có mì gói cơm mà. Tang Bối Bối kháng nghị, tôi không ăn mì gói, tôi muốn ăn hải sản, tôi muốn ăn rất nhiều hải sản. Trương đại quan nhân nói, vậy cô đi ăn đi. Tôi muốn anh mời tôi, anh đúng là đầu đất. Trương đại quan nhân tuyệt đối không phải là đầu đất, Tang Bối Bối đương nhiên hiểu rõ điểm này,
nữ nhân khi gọi nam nhân là đầu đất có hai loại khả năng, một loại là vì tên này đích xác là đầu đất, còn có một loại tình huống là vì cô ta cảm thấy hắn đáng yêu. Rất nhiều lúc, bộ dạng ngờ nghệch của nam nhân rất dễ kích thích tình cảm nào đó sâu trong lòng nữ nhân, Tang Bối Bối tất nhiên thuộc loại người sau. 20 phút sau, Tang Bối Bối xuất hiện ở phố Hải Tinh, phố Hải Tinh cách đường gió biến, phố ẩm thực nổi tiếng không xa, nơi này như nổi danh như đường gió biển, nhưng dân bản xứ ăn hải sản đều thích tới bên này, đường gió biển bởi vì nổi danh quá mức, cho nên trở thành nơi du khách tập hợp, tuy rằng chính phủ cũng nhiều lần kiểm tra chỉnh đốn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được hiện tượng chặt chém khách, người địa phương cho rằng đường gió biển có tiếng, đồ ăn đắt, nên thà đi thêm vài bước. Tới phố Hải Tinh ăn. Phố Hải Tinh bản thân chính là một con phố cổ, dài chừng 200 thước, hai bên đường toàn là chợ đêm hải sản, đến buổi tối, người bán hàng dứt khoát đặt sạp hàng bên đường, đường vốn đã hẹp lại càng chật. Ô tô căn bản không thể đi trên đường được, Trương Dương tuy rằng đến Bắc Cảng công tác đã được một đoạn thời gian, nhưng vẫn là lần đầu tới đây. Hắn dựa theo địa điểm Tang Bối Bối chỉ định đỗ xem, tới hải sản A Vượng mà cô ta nói, Trương đại quan nhân vừa mới ngồi xuống thì Tang Bối Bối liền xuất hiện trước mặt hắn. Nếu không phải biết Tang Bối Bối giỏi ngụy trang, Trương đại quan nhân chỉ từ tướng mạo căn bản không thể nhận ra cô ta. Hiện tại Tang Bối Bối mặc một thân sáo trang màu đen, tóc đen buộc thành búi sau đầu, cầm túi màu đen, thoạt nhìn giống như một mỹ nhân một người dẫn chương trình, ngụy trang thực sự cao minh là biến hóa trên khí chất. Cho dù tướng mạo giống nhau, nhưng một nữ tử tràn ngập khí chất phong trần và một vị mỹ nhân khí chất cao nhã tri thức cũng rất khó khiến cho người ta ngay lập tức liên hệ được với nhau. Trương đại quan nhân cười nói, cô đi lại công khai như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy à? Tang Bối Bối nói, nhìn thấy thì sao? Dù sao cũng không có mấy người quen tôi, có điều người quen anh thì không ít, nên chắc sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Mỹ nữ quay chung quanh bí thư Trương anh nói thế nào cũng có cả đống, bên cạnh anh nếu không có mỹ nhân bầu bạn thì mới là lạ đó. Không nói móc tôi vài câu thì trong lòng cô khó chịu lắm à? Trương đại quan nhân đưa menu cho cô ta. Tang Bối Bối nói, không cần xem thực đơn, cho một đĩa rau trộn 8 vị, một cân tôm hùm, 4 con cua, ít hơn nửa cân thôi là tôi không ăn đâu đấy, cơm bào ngư, hải sâm hun hành, bạch tuộc. Trương đại quan nhân nói, một mình cô ăn hết được nhiều như vậy không? Tang Bối Bối tức giận lườm hắn một cái, anh không phải người à? Trương đại quan nhân nói, tôi ăn no lắm rồi. Tang Bối Bối nói, vậy nhìn tôi ăn, lát nữa anh cứ đợi tính tiền là được. Chương 2259, không có đúng sai, 3. Trương đại quan nhân nói, vì sao? Lại đâu có chiếm tiện nghi của ông ta, vì sao tôi phải trả tiền? Tang Bối Bối nói, có mỹ nữ ăn cơm cùng anh, uống rượu với anh, còn ngồi bên cạnh tiếp chuyện với anh, chỉ bảo anh thanh toán thôi là tiện nghi cho anh rồi đó. Trương đại quan nhân nói cả nửa ngày, một chút thứ có tính thực chất cũng không có, con người tôi thực tế lắm, cô muốn lừa tôi thì không dễ đâu. Tang Bối Bối cười nói, chủ nghĩa đại nam tử quá, trong số người mà tôi quen, anh là thiếu ga lăng nhất, giờ người ta đói đến nỗi bụng dán chặt vào lưng rồi, anh không thương người ta chút nào ư. Trương đại quan nhân hai mắt ngắm ngực Tang Bối Bối một cái, cô không phải còn có hai cái bướu lạc đà đây sao? Mặt Tang Bối Bối nóng lên, mày liễu dựng thẳng nói, đồ lưu manh, bướu lạc đà của người ta là nhô ra phía trước. Trương đại quan nhân buồn cười quá, vẫy vẫy tay nói, ông chủ, cho một bình đại minh xuân. Không không đại minh xuân, có rượu ngũ lương thôi. Trương đại quan nhân nhìn thoáng qua quầy rượu, rượu ngũ lương trông như rượu giả, hắn xua tay, hay là cho tôi một bình hồng tinh đi. Rượu sái hồng tinh tuy rằng rẻ, nhưng dù sao thứ này cũng là thật, gần đây rượu nào chỉ cần hơi có chút danh tiếng là lại có hàng giả. Tang Bối Bối gắp một cái vòi bạch tuộc, cái vòi to như đầu ngón tay vẫn còn đang mấp máy, Tang Bối Bối không chút do dự nuốt. Trương đại quan nhân uống một ngụm rượu, hai hàng lông mày nhíu chặt, bộ dạng nuốt không trôi, này, cảm giác đó thế nào? Tang Bối Bối nói, cảm giác gì? Miệng ngậm cái thứ đó, nó còn nhúc nhích, cô không thấy ghê chút nào à? Tang Bối Bối nói, thế nhằm nhò gì, cả con tôi cũng dám nuốt. Cô ta cầm rượu lên uống một ngụm, mặt nhăn nhó, cả nửa ngày sau mới thở hắt ra, rượu này khó uống thật. Trương Dương nói, cái gì cũng cần có quá trình để làm quen, thói quen ăn thứ này của cô cũng từ từ mà thành, lúc đầu có phải thấy ghê lắm không? Tang Bối Bối trừng mắt lườm hắn một cái, anh ăn no rừng mỡ à? Đừng có làm ảnh hưởng tới tôi ăn, cô ta lại gặp một con bạch tuộc, giống như muốn nhét vào miệng Trương Dương, muốn biết là cảm giác gì thì tự anh thể hội đi. Trương đại quan nhân nói,
vẫn còn động đậy kìa. Không nhịn được bật cười, cười tới cả người run rẩy. Trương đại quan nhân nhìn lúm đồng tiền của cô ta, trong đầu không tự chủ được lại bắt đầu sinh ra suy nghĩ bẩn thỉu. Tang Bối Bối quả thực rất đói bụng, ăn một trận lại làm một ngụm rượu, mặt đã ửng hồng, lộ ra vẻ kiều diễm quyến rũ. Trương đại quan nhân tuy rằng ăn rất ít, nhưng đối mặt với giai nhân như vậy, quả nhiên là tú sắc có thể thay cơm, mỉm cười nhìn Tang Bối Bối, tâm tình cũng rất tốt. Tang Bối Bối nói, anh nói chuyện gì với họ vậy? Trương Dương nói chuyện tình cảm. Có tình cảm gì mà nói với hai phần tử tội phạm? Chắc không phải là mưu đồ bí mật phạm tội, thông đồng làm bậy chứ hả? Trương Dương cười nói, tôi thà hợp tác với cô hơn. Tang Bối Bối nói, có làm rõ Viên Hiếu Thương điều tra tôi làm gì hay không? Trương Dương nói, hắn đã hoài nghi về cái chết của cô. Tang Bối Bối nói, người này giảo hoạt thật, nếu hắn dám tiếp tục tra về tôi sẽ xử lý hắn. Trương đại quan nhân cười nói, không đến mức vậy chứ, tôi nghĩ hắn về sau sẽ không tiếp tục điều tra cô nữa đâu, hắn và An Đức Uyên đã đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng, hắn đã chuyển nhượng tất cả sản nghiệp hiện có trong tay cho An Đức Uyên rồi, qua vài ngày nữa sau khi hoàn thành chuyện này sẽ rời khỏi Bắc Cảng. Khinh thường nói, sợ tội bỏ trốn. Trương Dương nói, trong tay chúng ta không hề có chứng cứ phạm tội của hắn, cho nên người ta muốn đi đâu là quyền tự do của người ta. Tang Bối Bối nói, An Đức Uyên cuối cùng cũng vươn tay tới hướng Bắc Cảng rồi. Trương Dương nói, mục đích hắn đến Bắc Cảng thì tôi cũng không rõ lắm. Tang Bối Bối nói, tóm lại khẳng định không có chuyện tốt. Trương Dương nói, tạm thời vứt bỏ giám thị đối với Viên Hiếu Thương, An Đức Uyên này rất đáng nghi, cô nên tập trung sự chú ý lên người hắn. Tang Bối Bối nói, tôi vì sao phải nghe theo an bài của anh? Cô ăn không của tôi lâu như vậy, nói sao cũng phải có chút hồi báo chứ. Sự cố mỏ đá Thiên Hoàng sập ở huyện Lâm Mông đã dẫn tới sự coi trọng cao độ của thị ủy Bắc Cảng, lần này tuy rằng không tạo thành thương vong về người, nhưng đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho Thường Lăng Không và Liêu Bác Sinh vừa mới đến nhận chức, sau khi bọn họ thương lượng thì làm ra hành động vạch trần và tra rõ những hành động phi pháp trong phạm vi toàn thành phố Bắc Cảng, đối với tất cả những mỏ đá đang sản xuất thì áp dụng biện pháp cắt điện, ép đóng cửa, ra lệnh cưỡng chế cho các nơi chỉnh đốn hiện tượng chiếm dụng đất ruộng phi pháp. Một loạt những hành động này đã làm cho toàn bộ thị trường đá của Bắc Cảng náo động, rất nhiều loại đá được khai thác thông qua những cách hợp pháp lập tức trở nên hút hàng, không ít thương nhân đá trong nước đều tới Bắc Cảng, tranh thủ mua đá đặc sản của Bắc Cảng, nếu chính phủ từ nay về sau ngăn chặn khai thác, như vậy những đá hiện có đã được khai thác khẳng định sẽ liên tiếp tăng giá, cái này gọi là đầu cơ kiếm lợi. Trong đó tiền tài thạch đứng đầu, không đến 10 ngày, giá thị trường đã tăng gấp đôi, có điều trên thị trường vẫn thiếu. Cùng lúc bởi vì thương nhân đá tích hàng, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là chính phủ đã tiến hành niêm phong đại lượng đá được khai thác phi pháp. Ông chủ Triệu Hưng Nghiệp của Thiên Hoàng Thạch Nghiệp trước mắt đã quy án, hắn là chủ động đầu thú, Triệu Hưng Nghiệp vẫn luôn chú ý tới phát triển về sau của mỏ, khi hắn nghe nói 7 tên công nhân mất tích không ai chết thì mới yên lòng, thằng cha này cho rằng nếu không chết người thì không phải là chuyện lớn, hắn không nỡ bỏ nhiều đá đã được khai thác như vậy, đó là một khoản tài phú rất lớn. Triệu Hưng Nghiệp cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì là tiền không giải quyết được, hắn tuy rằng không phải có quá nhiều tiền. Nhưng có thể sau này nhất định sẽ có rất nhiều tiền, chỉ cần đống đá gửi ở trong đồng ruộng, đạt tới hơn 300 mẫu thì đã đủ để cho hắn cả nửa đời sau không phải lo cơm ăn áo mặc rồi. Triệu Hưng Nghiệp có ý muốn là chủ động đầu thú, sau đó thì bỏ tiền đút lót chạy tội, không ngờ vừa trở về thì đã bị cơ quan công an giam lại, hơn nữa cự tuyệt hắn nộp tiền bảo lãnh. Triệu Hưng Nghiệp thế mới biết mình đã phán đoán sai tình thế rồi, giờ đã khác xưa, tất cả lãnh đạo thành phố đã thay đổi, hơn nữa lần này hiển nhiên muốn xử lý nghiêm, loại thương nhân chỉ mong kiếm lợi như hắn thường thường đều thiếu cốt khí, Triệu Quốc Cường cơ hồ không mất bao lâu đã khiến cho hắn khai hết, như là biếu quà cho sở trưởng sở điện, tặng lễ cho bí thư đảng ủy trấn, tặng lễ cho huyện trưởng, tặng lễ cho bí thư huyện ủy. Một khi liên quan tới cán bộ tham ô nhận hối lộ, chuyện này liền trở nên phức tạp. Triệu Quốc Cường ngay lập tức báo cáo cho bí thư thị ủy Thường Lăng Không, phản ứng của Thường Lăng Không đối với điều này không hề mãnh liệt như trong dự kiến của Triệu Quốc Cường. Thường Lăng Không nói, chuyện này trước tiên cứ để đó đã, tạm thời không cần thông báo cho phía ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Cường nói, không cần khởi động điều tra khởi động những người này ư. Thường Lăng Không nói, tạm thời không cần, tuy rằng đám người này có vấn đề, nhưng chúng ta nếu bắt tất cả bọn họ, công tác của bọn họ ai tiếp quản bây giờ? Những người này tạm thời vẫn còn cần dùng, tôi vừa tới Bắc Cảng, chưa quen thuộc với tình huống bên này lắm,
không thích hợp làm ra đại động tác trong nhân sự, huống chi Bắc Cảng trải qua chuyện liên tiếp, đã thần hồn nát thần tính rồi, ai cũng cảm thấy bất an. Mấy ngày nay, tôi đã đi không ít nơi, nhìn thấy một đám cán bộ ai nấy đều như chim sợ cành cong, dưới tâm tính như vậy, làm sao mà làm tốt công tác được. Triệu Quốc Cường có thể lý giải làm như vậy Thường Lăng không làm như vậy, quan mới thượng nhiệm đốt ba bó lửa, tuyệt đối cũng phải chọn chỗ mà đốt, nếu chẳng phân biệt được nặng nhẹ đốt hết cả, chỉ sợ không lâu nữa sẽ trở thành người cô đơn, tuy rằng đội ngũ cán bộ tốt xấu lẫn lộn, nhưng hiện tại cuối cùng trên các vị trí đều có người làm, nếu thật sự đổi mới một lượt tất cả những người có vấn đề, chỉ sợ Bắc Cảng không còn ai mà làm. Triệu Quốc Cường nói, bí thư Thường, tôi hiểu rồi. Thường Lăng không mỉm cười vỗ vai hắn. Nói, Quốc Cường, dục tốc thì bất đạt, anh khẳng định minh bạch đạo lý này, vấn đề đang tồn tại sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nhưng phải có trước có sau, anh yên tâm, tôi không phải là người nể quá hóa hỏng đâu. Triệu Quốc Cường nói, bí thư Thường, cha tôi ngày mai sẽ đến Bắc Cảng. Trước đó Thường Lăng không từng nhắc nhở hắn, muốn cùng cha hắn nói chuyện xây dựng phân nhà máy của Thái Hồng, Triệu Quốc Cường vẫn luôn để ở trong lòng. Thường Lăng không nói, an bài cho tôi và Triệu Tổng gặp nhau riêng, chuyện này giao cho anh. Triệu Quốc Cường gật đầu. Thường Lăng không lại nói, đoạn thời gian gần đây, nhất định phải bảo đảm ổn định trật tự xã hội Bắc Cảng, duy hộ trị an xã hội đồng thời cũng đừng tạo thành không khí khẩn trương cho xã hội, anh hiểu chưa? Triệu Quốc Cường nói, tôi minh bạch. Thường Lăng không thở dài nói, thật ra tỉnh Lý cũng tạo áp lực rất lớn cho tôi, Bắc Cảng trải qua tai nạn lớn như vậy, muốn khôi phục nguyên khí đâu có dễ. Cấp trên đã hạ nhiệm vụ chính cho tôi, nhất là phía khu bảo lưu thuế nhập khẩu, năm nay nhất định phải khiến toàn bộ công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu khôi phục bình thường. Chương 2260, anh là người theo phái hành động 1. Ở trong đáy lòng Trương Dương cơ bản đã bài trừ tập đoàn Nguyên Hòa ra khỏi kế hoạch trùng kiến trong tương lai, tuy rằng hắn đối với Nguyên Hòa Hạnh Tử có một loại tình cảm đặc biệt, nhưng hắn vẫn tỉnh táo nhận thức được, đó là xuất phát từ hoài niệm đối với Cố Giai Đồng. Loại tình cảm này không nên để ảnh hưởng tới an bài công tác. Tập đoàn Tinh Nguyệt đối với một lần nữa rót vốn vào cảng Phước Long tuy rằng biểu hiện ra hứng thú nhất định, nhưng bọn họ cũng biểu hiện ra vẻ cẩn thận, trước khi đại biểu thương vụ tới, đã phái một đoàn đội khảo sát chuyên nghiệp, tiến hành đánh giá hiện trạng trước mắt của cảng Phước Long. Công việc là công việc, bất kể là Phạm Tư Kỳ hay là Isuria đều không thể bởi vì quan hệ với Trương Dương mà không chút do dự làm ra quyết định đầu tư. An Đức Huyên tới Bắc Cảng đầu tư khiến Trương Đại Quan Nhân đặc biệt cảnh giác, trong mắt hắn sau khi An ra do An Đạt Văn nắm quyền, kinh doanh tựa hồ không đủ quang minh chính đại, Trương Dương đã đặc biệt mời Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí tới Bắc Cảng, để hai người giúp hắn lưu ý động tĩnh của An Đức Huyên. Sau khi An Đức Huyên ký hợp đồng chính thức với Viên Hiếu Thương thì không ở lại Bắc Cảng, có điều An Đức Huyên vừa rời khỏi Bắc Cảng thì thân gia Lương Kỳ Hữu và Lương Bách Ni, con gái y cùng nhau đến Bắc Cảng. Lương Kỳ Hữu có danh xưng là Cảng Cửu Thuyền Vương, tập đoàn của Đỉnh Thiên Y phát triển nhanh chóng vào những năm 90, sau khi Hong Kong trở về, bởi vì do tài chính châu Á gặp gió bão, buôn bán ở bản địa Hong Kong cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều ông ta trùm ngày xưa hiện giờ cũng đều tiến vào thời kỳ cơn sóng nhỏ, mà sinh ý của Lương Kỳ Hữu thì lại phát triển không ngừng, rất có xu thế trở thành đệ nhất nhân trong ngành vận chuyển hàng hóa của Hong Kong, lần này Lương Kỳ Hữu tới không liên quan tới đầu tư của thân gia, mà là vì Cảng Phước Long. Sau khi Lương Kỳ Hữu tới Bắc Cảng, người đầu tiên tiếp xúc cũng không phải là địa chủ Cảng Phước Long, bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương, mà là bí thư thị ủy Bắc Cảng Thường Lăng Không. Thường Lăng Không và Lương Kỳ Hữu cũng được coi là quen biết đã lâu, từ lúc Thường Lăng Không đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Nam Tích, khi chủ bị hạng mục cảng nước sâu, từng có tiếp xúc với y, có điều về sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà không thành công hợp tác, nhưng hai người từ khi đó đã thành lập được quan hệ tốt đẹp, những năm gần đây. Kết giao với nhau không hề gián đoạn. Thường Lăng không đặc biệt dành thời gian để chiêu đãi vị lão bằng hữu này, Lương Kỳ Hữu lúc đầu không để lộ mục đích chân chính lần này tới đây, sau bữa tiệc mới nói với Thường Lăng không rằng mình lần này tới là xuất phát từ hứng thú đối với Cảng Phước Long. Thường Lăng không nghe nói là chuyện của Cảng Phước Long thì không khỏi bật cười, Lương tiên sinh, tin tức của anh rất linh thông, Cảng Phước Long của chúng tôi quả thực đang khởi động lại chương trình chiêu thương, căn cứ vào quy hoạch của chúng tôi. Cảng Phước Long sẽ tiến hành xây dựng theo quy mô của cảng nhất lưu thế giới. Lương Kỳ Hữu nói, thật ra trước đó tôi vẫn luôn có hứng thú với cảng Phước Long, có điều lúc ấy bởi vì tinh lực chủ yếu đều đặt ở Trung Đông, cho nên không có đủ tiền tài và tinh lực để chiếu cố tới chuyện bên này. Hiện giờ bên đó tranh thầu xong rồi, vừa hay nhìn thấy cơ hội ở đây, cho nên tôi quyết định tự tới đây một chuyến,
tận mắt xem tình huống thực tế của cảng Phước Long. Thường Lăng không nói, Lương tiên sinh, chuyện của cảng Phước Long tôi vẫn luôn giao cho địa phương Tân Hải phụ trách, tôi vừa tới Bắc Cảng không lâu, vừa chưa hiểu hết được tình huống bên đó, thế này đi, tôi liên hệ với họ, để người phụ trách của địa phương Tân Hải ra mặt tiếp đãi. Lương Kỳ Hữu vừa mới đến Tân Hải, Thường Lăng không chẳng những tự mình gọi điện thoại cho Trương Dương, còn bảo thư ký của hắn Dương Quý Sinh cùng cha con Lương Kỳ Hữu tới Tân Hải. Trương đại quan nhân đối với chuyện lãnh đạo dặn dò thì vô cùng coi trọng, tự mình ra mặt tiếp đãi đám người Lương Kỳ Hữu. Trương Dương tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Kỳ Hữu, nhưng hắn không xa lạ gì với Lương Bách Nhi, cô vợ chưa cưới của An Đạt Văn này vẫn để lại cho hắn một số ấn tượng. Bộ dạng của Lương Bách Nhi trông rất được, nhưng ấn tượng đầu tiên tạo cho người ta là có chút ngạo mạn, Trương đại quan nhân thì thấy bình thường, khuê nữ nhà giàu hơn phân nửa đều như vậy. Trương Dương gọi Kiều Mộng Viện đi cùng, Kiều Mộng Viện mấy ngày nay rõ ràng vẫn luôn né tránh hắn, nhưng Trương đại quan nhân lần này ra ngoài là vì chuyện công tác. Kiều Mộng Viện thân là chủ nhiệm ban chiêu thương đương nhiên không tiến trốn tránh. Cha con Lương Kỳ Hữu ngồi xe riêng Thường Lăng không tới, bởi vậy có thể thấy được tình bạn của y và Thường Lăng không tầm thường. Y vừa mới xuống xe, bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương đã nhiệt tình ra đón, vươn tay ra nắm tay Lương Kỳ Hữu nói, Lương Tổng, hoan nghênh ngài đến Tân Hải khảo sát. Lương Kỳ Hữu mỉm cười nói, tôi đã nghe danh của Trương tiên sinh từ lâu. Trương Dương nói, hả? Hắn nhìn thoáng qua Lương Bách Ni, ngài là nghe Lương Tiểu Thư nói ư. Lương Kỳ Hữu lắc đầu nói, tôi nghe Ngữ Thần nói. Trương đại quan nhân vẫn có chút hoài nghi lời nói của Lương Kỳ Hữu, đương nhiên hắn cũng không cần phải truy hỏi. Trương Dương giới thiệu cho Kiều Mộng Viện với bọn họ, vị này là chủ nhiệm ban chiêu thương thành phố Tân Hải Kiều Mộng Viện Tiểu Thư. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, chào Lương tiên sinh, cô ta bắt tay với bọn họ. Trương Dương và Lương Kỳ Hữu tiến vào cảng Phước Long. Lương Kỳ Hữu nhìn Phước Long ngổn ngang trước mắt, không khỏi cảm thán nói, tôi hiện tại cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân tập đoàn Nguyên Hòa vứt bỏ đầu tư ở đây. Trương Dương nói, làm việc phải chú ý tới thiên thời địa lợi nhân hòa, điều kiện địa lý của cảng Phước Long có thể nói tốt nhất trong tỉnh Bình Hải, cho dù là phóng mắt khắp toàn quốc, vị trí địa lý ưu tú như vậy cũng không gặp nhiều, đây là địa lợi, về phần nhân hòa, chúng tôi từ trên xuống dưới đều ủng hộ công trình cải tạo cảng Phước Long, cái còn thiếu chỉ là thiên thời thôi. Sóng thần lần trước tuy rằng đã phá hủy không ít kiến trúc của cảng Phước Long, nhưng những kiến trúc này cũng thuộc bộ phận chuẩn bị dỡ bỏ. Có câu thế nào nhỉ, cũ không đi thì mới không tới. Lương Kỳ Hữu cười ha ha, nói Trương tiên sinh đúng là hài hước. Lương Bách Ni đứng phía sau nói, tôi thấy giống như là cảnh Thái Bình giả tạo, che giấu sự thiếu sót của bản thân mà thôi. Trương Dương nói, Lương Tiểu Thư nếu chúng tôi muốn cảnh Thái Bình giả tạo, muốn che giấu chỗ thiếu sót của bản thân thì sẽ không để cho các anh xem tình trạng thực chất của cảng Phước Long. Cảng Phước Long quả thực lạc hậu và cũ kỹ, đã không thể thỏa mãn sự cần thiết của hiện đại. Chính vì vậy thì chính phủ Tân Hải chúng tôi mới hạ quyết định sẽ tiến hành cải tạo triệt để cảng Phước Long. Nói thật, kế hoạch tương lai của chúng tôi không chỉ là cải tạo, mà là trùng kiến. Kế hoạch của chúng ta là ở trên mảnh đất này tạo ra một cảng tầm cỡ thế giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 232.